Xin chào tất cả mọi người. Chúng ta hãy kiểm tra lại âm thanh hình ảnh nhé. Các bạn hãy cho tôi xin dùng một tay cái nếu như các bạn nghe rõ và nhìn rõ. Tuyệt vời. Tôi rất vui được nhìn thấy tất cả mọi người ở đây. Rất vui được gặp mọi người. Rồi, chúng ta sẽ nhanh chóng bắt đầu thôi. Một lần nữa xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn một số thông tin. Mỗi ngày tôi đều tỉnh giấc và đều tìm kiếm trên Google một cái câu, một cái từ khóa như này. Các bạn có muốn thử xem không? Tôi sẽ tìm cái lời trích dẫn của ngày. Và hôm nay tôi đã tìm được cái kết quả như này. Các bạn hãy thử xem. Bạn hãy biết tôi thì đã nhận được cái câu trả lời như này. Các bạn dũng cảm hơn là bạn nghĩ, và mỗi ngày các bạn đều có hơn 1.000 phút, 1.400 phút trong một ngày để làm ra những cái hiệu quả tích cực, làm ra những kết quả tích cực, và đấy chính là dấu hiệu. Đấy là cái cách mà tôi cảm nhận được ngày hôm nay. Mỗi một ngày tôi tỉnh giấc thì điều là điều đầu tiên mà tôi làm. Tôi sẽ hỏi vũ trụ. Nghe này, thế thì hôm nay tôi có cái gì chờ đón tôi? Và mọi cái thì nó không chỉ là về tôi đâu mà về tất cả mọi người chúng ta ở đây. Và hôm nay tại cái webinar này chúng ta sẽ có một sự kiện mà sẽ hơi khác so với những sự kiện khác. Bởi vì tôi cũng muốn bắt đầu từ tin tức. Các bạn có sẵn sàng là nghe tin tức hay không ạ? Tuyệt vời. Thế thì bây giờ câu hỏi như thế này. Có thể là các bạn đã lưu ý rằng là hôm qua đã có một số vấn đề với crypto unit. Nếu như các bạn đã chú ý thì các bạn sẽ xin lỗi cậu. Các bạn đã để ý thấy điều đó. Theo các bạn thì điều gì sẽ diễn ra nếu như có xảy ra một số vấn đề? Thì tôi cũng muốn tuyên bố với tất cả mọi người là chúng ta có một cái tin tức rất là thú vị dành cho tất cả mọi người. Những người mà tham gia vào, có người nói là cái cuộc, hãy cho tôi xin ba từ đi, ba chữ. Mà ba từ, mà ba chữ, hãy thử đoán cho tôi xem ba chữ gì. Có người nói FNT, có người nói CRO, FTO. Thử nữa đi, một cái từ viết tắt ba chữ. Có người nói NFT, đúng rồi, trong tiếng Anh các bạn đã đoán đúng rồi đấy. Tôi xin chúc mừng tất cả các bạn, các những người mà đã tham gia vào vòng đầu tiên NFT của chúng ta và cũng đã có được NFT đầu tiên, đã tích hợp, tích hợp trong cái phần product của chúng ta. Chúng tôi đã có cái phần thử nghiệm, chứ không phải là production version. Chúng ta có phiên bản thử nghiệm, trong đó thì chúng tôi đã tích hợp vào đó. Đến cùng cuối tháng này thì tất cả các bạn sẽ được nhận NFT của mình, bởi vì giống như tôi mới đây, gần đây trên cái ví của tôi trên blockchain thì các bạn cũng sẽ nhận được NFT của mình. Và bây giờ thì tôi cũng muốn chia sẻ với các bạn thông tin về việc đó là cái gì. Chắc các bạn biết là chúng ta có cái vào trường quay riêng Anmakama. Ta cũng là nhà đồng sở hữu ở đó, chúng ta đang quay bộ phim, các bộ phim, và bộ phim đó là đang ở giai đoạn đầu tiên, thì tôi đang gọi là giai đoạn ship, là giai đoạn gieo hạt ấy. Và đồng song song thì chúng ta cũng có tạo ra một số cái giá trị mà bằng cái khi chúng ta phát hành NFT mà gắn với từng cái phút giây của cái bộ phim này. Và tất cả những cái thời gian qua chúng ta đang triển khai sản xuất phim, bây giờ thì chúng ta đã
quay dần xong các cảnh cuối rồi, và thì tôi muốn nói luôn là tất cả những ai mà đã tin tưởng vào dự án, ai mà tham gia vào NFT thì các bạn sẽ là những người đầu tiên. Và bây giờ thì ngoài các bạn ra thì không có ai khác có được cái cơ hội mua cái NFT đấy đâu. Cho nên là các bạn sẽ là người nắm giữ NFT blockchain. Là những người đầu tiên này. Thứ nhất là không ai có thể cướp của các bạn cái NFT đấy của bạn nếu như các bạn không làm mất cái seed phrase của blockchain của mình. Thế cho nên tôi xin các bạn là hãy thật là trân trọng cẩn thận với cái các cái chìa khóa seed phrase của mình, cẩn thận hơn trước đây nữa. Chúng ta đang chuyển sang web 3.0 rồi, các bạn thấy là tất cả các đối tác của chúng ta bao gồm cả Estelle Box thì ai cũng luôn nói về web 3.0, chúng ta đang đi về hướng đó. Cho nên là các bạn phải hết sức cẩn trọng. À, chúng ta sẽ có đội ngũ tiếng Ý, đội ngũ người Ý hôm nay sẽ đưa ra một cái đề xuất về việc những gì mà chúng ta sẽ mang lại cho những người mà tham gia đang háo hức chờ đón cơ hội bắt đầu học không chỉ web 2.0, 3.0 nói chung thì nói về blockchain ấy, về tài chính, về các cái tài chính và token hóa, các cái chứng khoán và tất cả sẽ ở trên đó. Thì tôi một lần nữa tôi xin chúc mừng tất cả mọi người, và tôi cũng rất là mong muốn là ngay khi các bạn có NFT trên blockchain cái tên của mình thì các bạn hãy thông báo luôn cho mọi người đi, cho ai cũng biết, chia sẻ tất cả cái thông tin đấy cho tất cả mọi người trên các mạng xã hội để người ta nhìn thấy là chúng ta không chỉ nói sao nói suông mà chúng ta thực sự là đã có cái sản phẩm thực sự, chúng ta đã có được kết quả. Thế thì điều đó giúp chúng ta có được năng lượng tích cực. Vài hôm trước thì tôi đã xem, và có thể là các bạn cũng đã nghe tin rồi, có cái đồng là Pepco, PP. Thế thì có hơn 500 triệu token đã được phát hành, 5 triệu và 5.000 tỷ. Và mọi người rất là hài lòng, 100.000 người thì đang theo dõi mà. Họ có cộng đồng rất là lớn, và các bạn hình dung mà xem cái token này hiện nay đang tăng giá. Tại sao? Tại vì là ở sức mạnh của cộng đồng mà. Thì tôi cũng điều mà tôi cũng muốn lưu ý các bạn ngày hôm nay là nếu như các bạn thấy rằng là có ai đó token đã đến với các bạn rồi, các bạn đừng ngại ngần gì cả, đừng che giấu gì cả, hãy chia sẻ cái thông tin đấy với tất cả mọi người đi. Đấy cũng chính là cái chìa khóa thành công của chúng ta đấy, của cả công ty chúng ta, và không chỉ những cái sản phẩm mà bây giờ chúng ta đang có trên thị trường đâu, sản phẩm mà chúng ta đã chờ đón nhiều ngày rồi, không phải tương lai nữa. Mọi người không thấy được điều gì đang diễn ra, đang xảy ra trên sau cánh gà. Chúng ta thấy là có những người dậy từ 6 7 giờ sáng và 2 3 giờ thì mới được đi ngủ, nhưng 6 7 giờ đã phải dậy rồi. Tại vì sao? Bởi vì là phải làm rất là nhiều việc sau cánh gà mà không ai biết được những cái công việc đấy thầm lặng. Bây giờ chúng ta có cái đội ngũ mà làm việc cả 24 trên 24 để có thể đưa sản phẩm ra thị trường mới và có thể đưa lên một tầm cao mới, một cái giai đoạn mới. Và ngày hôm nay thì chúng ta có thể ăn mừng cái giây phút này, và đến cuối tháng 5 thì tất cả chúng ta sẽ có cái token mà chúng ta đã mua từ trước, khi mà để chúng ta khi mà cái giai đoạn phim sản xuất phim xong rồi đấy thì chúng ta sẽ bắt đầu bán ra cái bộ phim này ra, thì chúng ta sẽ là những cái người mà có thể chuyển nhượng cái NFT này trên blockchain cùng với cái Ethereum ra, và sau đó trên ra thị trường mới, trên thị trường bên ngoài để có được thêm tiền và có thêm tài chính so với cái giá mà hiện nay nó đang có, cái NFT này đang có. Thì các bạn nhớ rằng là NFT thì gắn với từng cái giây phút của bộ phim, và mỗi một cái giây phút thì nó đều là độc nhất vô nhị thôi. Đấy, thì tôi xin thông báo với các bạn thông tin như vậy. Và hôm nay chúng ta sẽ chuyển sang cái đề tài ngày hôm nay của chúng ta là concept. Ở đây tôi muốn nói cái này, có thể là không phải ai cũng hiểu được tại sao chúng ta lại có market hub, knowledge hub và product hub, tức là ba cái nhóm mà là hệ sinh thái, là có chúng ta có thị trường, chúng ta có kiến thức và chúng ta có sản phẩm.
Các bạn hình dung các bạn có một cái hạt ngũ cốc, các bạn gieo cái hạt đấy xuống và cái hạt đấy nó bắt đầu mọc lên, nảy mầm, nó mọc lên có cái thân ngọn lúa, sau đó thì có từng cái lá lúa. Và tương tự thì với chúng ta cũng như thế, cái hạt của chúng ta cũng bắt đầu mọc lên rồi, chúng ta đang tưới tắm cho nó, và chúng ta có những cái thân mình của chúng ta có bắt đầu có sản phẩm bắt đầu ra mắt. Khi mà sản phẩm đã hình thành rồi thì nó được đưa lên cái product hub, tức là cái trung tâm về sản phẩm. Và sau khi mà chúng ta đã đưa ra cái product hub này rồi thì chúng ta sẽ có thể quảng bá và kiếm tiền theo chương trình dạy chương trình partner của chúng ta, chương trình tổng sản phẩm của chúng ta. Và chúng ta luôn luôn làm theo cái gì mà tổng giám đốc của chúng ta hướng dẫn chúng ta. Các bạn có nhớ không ạ? Sức mạnh không chỉ ở sản phẩm mà là trong ở cộng đồng. Sản phẩm thì là có mặt ở đó, sản phẩm có sức mạnh này, chúng ta có cộng đồng, có MMCI, và điều đó sẽ giúp chúng ta đảm bảo được việc bán hàng, có những khách hàng mới, và làm điều đó trên cái nền tảng của chúng ta, và chúng ta có được cái lợi ích chung của đó. Thế thì không phải ai cũng hiểu được điều này, rằng là chỉ có việc bán hàng hay là quảng bá với cái điều đó trên mạng xã hội thì sẽ giúp chúng ta kiếm được tiền. Điều này là điều rất quan trọng. Để chúng ta có được việc bán hàng tốt thì chúng ta cần phải hiểu được là cái sản phẩm này nói về cái gì. Và hôm nay thì tôi sẽ mách cho các bạn một vài cái mẹo như thế này. Tôi xin cái slide tiếp theo. Tiếp theo là phần thưởng. Bonus, tiền thưởng 3D mà chúng ta có thể nhận ra được, nhìn thấy được, sửa được. Hôm nay không phải là các bạn biết là không phải ai cũng hiểu được rằng thôi rồi để tôi bắt đầu từ một cái ví dụ Estelle Box đi. Đối tác của chúng ta là đội ngũ Estelle Box Sơn Bông đấy, là Sơn Bông ID luôn đấy. Chúng ta đã bắt đầu với họ từ cái giai đoạn là gieo hạt seed, tiếng Anh là seed. Chúng ta đã triển khai cái dự án đấy và qua vài tháng sau thì chúng ta đã có thể có được sản phẩm, sản phẩm đã sẵn sàng. Và tất cả những người mà chia sẻ thông tin là có cái dự án như vậy, STO Box có cái cơ hội để mua token Soulbound, Soulbee token đấy, thì họ sẽ có thể có được cái lợi ích từ đó. Chúng ta chỉ còn có 3 tuần nữa thôi trước khi chúng ta đóng cửa cái phòng bà vòng bán riêng, để sau đấy chúng ta sẽ không thể mua được Soulbound, token Soulbound nữa, và tranh thủ được cái cơ hội được theo cái chương trình trả thưởng nữa. Chúng ta sẽ không thể kiếm được thêm tiền bằng cách là chúng ta chia sẻ thông tin cho mọi người nữa rồi, và mọi người sẽ phải mua theo cái giá thị trường rồi, giá ở vòng public, vòng công công chúng đấy. Và cái phần khép phần kín thì đã sẽ khép lại ở đây, và cái cơ hội đấy sẽ chỉ trước đây là chỉ có cộng đồng của chúng ta thì mới được tham gia thôi. Thế thì trước khi chúng ta chỉ còn có 2 tuần nữa thôi là hết cái vòng bán riêng đấy, thì có thể là các bạn có những cái khóa học mà sản phẩm hay là cái cơ hội đầu tư sớm, và trong giai đoạn seeding, giai đoạn gieo hạt đấy, có được cái 3 điều là có cái phần thưởng này, hoa hồng này, sau đó xây dựng công việc kinh doanh của mình. Các bạn thử xem ở đâu mà có cái cơ hội tốt như vậy được. Các bạn có biết được cái nền tảng nào khác mà có được cái cơ hội tốt như vậy hay không? Kết hợp 3 trong 1 như vậy không? Hiếm khi mà có, đúng không ạ? Product hub của chúng ta, market hub và knowledge hub, và lại còn có tiền, có hoa hồng nữa. Thì tôi, cá nhân tôi thì không biết có cái chương trình nào như vậy đâu. Chính vì thế cho nên mà tôi cũng muốn giới thiệu với các bạn những cái điểm của chúng ta. Thứ nhất, chúng ta đang ở đâu? Nếu như các bạn xem ở trên cái danh mục các cái phân tích và dữ liệu đó, thì các bạn thấy là đây chúng ta có một hướng là chúng ta có trên thị trường tài chính, thì chúng ta năm nay thì dự kiến là 16,33 tỷ đô la. Thế thì chúng ta cũng có cái hướng, các bạn nhìn thấy những cái dự báo trên này con số rất là hấp dẫn, đúng không ạ?
vì nhiều người họ hiểu ra được là à, cái này là có những cái hướng như thế này, chúng ta có thể thanh toán. Về mảng thanh toán thì chúng ta thử phân tích mà xem, chúng ta có cả thanh toán, hệ thống thanh toán hoạt động, và chúng ta làm một cái nền tảng, một cái sàn thanh toán phi tập trung, có hết rồi. Và thứ năm là chúng ta có marketplace luôn, là cái nền tảng để mua bán trao đổi đấy, có luôn. Đấy thì concept, thì các bạn thấy concept chính là một cái marketplace, là một cái nền tảng để chúng ta giao dịch trên đấy. Và hôm nay thì chúng ta đã có cái hub để đầu tư này. Chúng ta có thể đầu tư vào dự án ở giai đoạn đầu. Và sau đó chúng ta có cả cái hub, product hub là về sản phẩm. Và sau đó thì có cả trung tâm kiến thức nữa. Và chúng ta cũng có cả cái phần để làm đối tác với các bên sang sát. Rồi chúng ta làm việc với Samsung và Global Pass là các bên đối tác tôi mãi nhớ mãi mới ra được cái thông tin của cái đối tác này, để họ có thể làm cái phần xác thực cho chúng ta bên thứ ba đấy. Sau đó thì token hóa và các tài sản. Token hóa tài sản chúng ta cũng có làm việc trong hoạt động trong cảnh trong trong hướng này đúng không? Có ai trả lời cho tôi được không? Tất nhiên là có rồi. Rồi chúng ta đã nắm bắt được những cái hướng này. Vậy thì các bạn đã hỏi là thế vấn đề đây là gì? Thế thì tôi cũng sẽ trình bày với các bạn là vấn đề ở chỗ là chúng ta hiện nay vẫn chưa thể nhận thức được đầy đủ cái vị thế của chúng ta. Và chúng ta cũng chưa nhận thức hết được các cái cơ hội mà chúng ta đang có được, để chúng ta cùng nhau nắm bắt và thực hiện. Tất nhiên là khi mà chúng ta có vài người thôi, hoặc là vài chục người thôi, thì cái kết quả nó sẽ không thể nhanh được, đúng không? Chúng ta sẽ đạt được nhưng mà sẽ không thể nhanh như chúng ta mong muốn được. Để những gì mà chúng ta tuyên bố 2 năm trước thì chúng ta đang thực hiện rồi. Những gì mà cần phải là mất rất nhiều thời gian để phát triển thì thường chúng ta còn đi trước cái lộ trình ấy. Và tất nhiên là đôi khi chúng ta cũng bị chậm chạp bởi vì là những cái điều bất khả kháng nó xảy ra, thế nhưng mà chúng ta vẫn làm được những cái điều mà chúng ta dự định, chúng ta không hề phải đầu hàng, và dần dần thì chúng ta sẽ đạt được cái kết quả. Và chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ cái kết quả đấy với mọi người. Chúng ta có thể đạp ga hay đạp phanh đó là tùy chúng ta thôi. Thì chúng ta cùng ngồi cùng nhau và đạp ga thì sẽ cho tôi xin dấu cộng, còn nếu như các bạn là những người mà muốn đạp phanh thì tôi thì nghĩ là các bạn không nên làm điều đó đâu. Ở đây chúng ta không cần những cái người mà thích phanh làm gì cả. Chúng ta muốn đi về phía trước. Ở đây chúng ta đã có cơ hội rất là lớn. Cho tôi xin slide tiếp theo thì tôi sẽ nói với các bạn về kiến thức. Đây là chúng ta nói về trung tâm tri thức. Đây là một cái mảng rất là quan trọng. Chúng ta thường phải chịu những cái thiệt hại, nhất là trong những cái dự án đối tác, bởi vì chúng ta biết là cộng đồng của chúng ta họ cũng chưa có cái kiến thức tốt nhất, cái kiến thức mà nó quan trọng hơn, nó cấp cao cấp hơn những cái mức trung bình, mà những cái về cái hiểu cái nhu cầu của hiện đại, những cái thông tin về tài chính, về đầu tư, chúng ta cần có những người mà hiểu biết hơn so với những người trung bình ấy, trong cái mức trung bình của cộng đồng. Nhưng chúng ta cũng thấy rằng là nhiều người họ sẵn sàng hy sinh những cái lợi ích trước mắt, trước mắt thì họ quên mất cái chiến lược thu nhập dài hạn đấy. Thì tôi cũng muốn nhấn mạnh về cái tầm quan trọng của kiến thức, cái kiến thức mà chúng ta có được ở học viện này, chúng ta có thể nắm bắt những kiến thức này. Bản thân tôi thì cá nhân tôi khi tôi đã khi mà tôi học ở học viện ấy, thì tôi đã có thể tạo ra được một cái danh mục đầu tư của riêng mình ở trên cái cơ sở những kiến thức mà tôi đã học được ở học viện API, và ngoài ra thì tôi cũng đã có thể nhận được cái chứng chỉ cấp cho tôi là một nhà đầu tư, một broker, người môi giới. Và tôi cũng muốn các bạn chú ý đến cái điều này. Nếu như các bạn không lưu ý bỏ qua những cái kiến thức
mà có trong back office thì các bạn hãy lưu ý đi, bắt đầu nghiên cứu đi. Trên nền tảng của chúng ta sẽ có kiến thức mới nữa. Và cái mảng kiến thức này thì cũng rất là quan trọng. Từ năm 2023 đến 2027 để trong 4 năm thôi thì nó sẽ trở thành cái mảng rất là quan trọng. 200 nó sẽ chiếm 239,3 tỷ đô la Mỹ đến năm từ nay đến 2027 đấy các bạn ạ. Chúng ta cũng chiếm một cái phần nhỏ nhỏ đấy thôi, cũng đã là một cái thị phần lớn rồi, một cái miếng bánh rất là to rồi. Thế cho nên là tôi thấy là có nhiều người họ đang giơ ngón cái lên like đấy. Đấy thì tôi, cá nhân tôi thì rất rất học, ngày xưa học học ở trường của tôi học rất là kém, học dốt lắm. Nhưng mà kiến thức hồi với tôi thì hồi đấy tôi không thích đi học đâu. Ai tôi học không giỏi. Học những cái gì tôi cùng lắm chỉ biết đọc biết viết, tính toán cộng trừ nhân chia thôi. Nhưng mà tôi đã mất rất là nhiều thời gian và tiền bạc và cho cái việc học hành đấy. Và nhưng mà tôi đã bỏ rất là nhiều tiền để tôi có thể tự đào tạo, để cho mình có thể có được cái động lực, chúng để có mình có thể có được những kiến thức thiết thực. Và tất cả những điều đó thì dựa vào cái kinh nghiệm của tôi. Thì tôi cũng muốn lưu ý với các bạn cái điều này. Nếu như các bạn thấy trong đời của mình còn thiếu một cái gì đấy chẳng hạn, thì các bạn hãy đăng ký các khóa học đi. Các bạn hãy nâng cao kiến thức của mình lên trong một cái lĩnh vực nào đấy. Cách sử dụng MetaMask chẳng hạn, hay là cách tích hợp vào cái cộng đồng kỹ thuật số chẳng hạn, làm nào để không mất cái seed phrase của mình. Có thể là các bạn sẽ mất một ít tiền gì đấy, thế nhưng mà các bạn sẽ thấy là cái kết quả các bạn nhận được thì nó cũng sẽ rất là đáng để chúng ta đầu tư vào đó. Cho tôi xin slide tiếp theo với ạ. OK, tiếp theo của chúng ta là trung tâm sản phẩm. Chúng ta có thấy ở trên này là có Amazon, eBay, các bạn chắc là cũng biết đến Alibaba rồi vân vân. Có rất nhiều cái nền tảng bán hàng trên mạng. Thế thì chúng ta cũng cần phải có một cái nền tảng như thế. Và cái điều đầu tiên là chúng ta cần phải biết được cái trend, cái xu hướng trên toàn cầu là như thế nào, và chúng ta sẽ tập trung nguồn lực của mình vào đó. Và bây giờ thì tôi muốn được biết rằng các bạn đã sẵn sàng làm tất cả những điều mà chúng ta cần phải làm để mà có được một cái thị phần nhất định trên cái thị trường này không? Chúng ta có thể sử dụng những cái nguồn lực, những cái nguồn tài nguyên của các nền tảng khác nhau. Vâng, tôi đang nói đến cái việc phát triển ít lần, nhiều lần, không phải là chúng ta chỉ phát triển là 10-20% đâu, mà còn rất rất nhiều lần. Nếu mà các bạn mà hiểu được cái giá trị của cái hệ sinh thái của chúng ta thì cho tôi xin cái đánh giá của các bạn vào trong khung chat theo thang điểm 10. Các bạn tự đánh giá từ 1 đến 10 về cái những gì mà bạn hiểu về cái giá trị của cái hệ sinh thái mà tôi đang nói. Vâng, các bạn cứ thật thà, không phải lo ngại gì đâu. Các bạn cho tôi số 2, số 1 cũng được. Miễn sao là tôi phải biết được là các bạn đã hiểu được đến đâu. Vâng, tôi thì đương nhiên là muốn rằng là tất cả mọi người đều hiểu. Nhưng mà nếu mà các bạn chưa hiểu thì tôi vẫn sẵn sàng là tôi giải thích thêm. Vâng, chắc hẳn là trong cái phòng này của chúng ta, trong cái buổi seminar này của chúng ta thì vẫn còn rất nhiều người là người ta có những cái kiến thức mà người ta có thể là cho chúng ta biết thêm cái gì mà chúng ta chưa hiểu. Còn về lộ trình thì sao? Lộ trình của dự án là chúng ta là bắt đầu từ ý tưởng, rồi chúng ta có những cái giai đoạn trong quá khứ, trong hiện tại và trong tương lai. Vậy thì chúng ta đã có 2 tháng, chính xác là 3 tháng để mà thực thi cái kế hoạch ban đầu của chúng ta là từ ý tưởng và tiền giai đoạn của chúng ta, và kể từ đó chúng ta đã có marketplace, cái market cap của chúng ta. Vâng. Vậy là hiện giờ là chúng ta có một cái nền tảng, một cái nơi mà chúng ta có thể gieo trồng, gieo hạt, và ở đó chúng ta trồng trọt xong, chúng ta chăn nuôi xong thì chúng ta đem sản phẩm của mình lên một cái nền tảng khác, là cái nền tảng mà thị trường để mà chúng ta bán cái sản phẩm của mình.
có lẽ là vẫn còn nhiều người là vẫn còn đang đứng ngoài, nhiều người là vẫn còn chưa đủ hiểu, nên là người ta vẫn đang đứng ngoài, người ta chưa tham gia đủ tích cực. Nhưng mà hôm nay chị Mila Sedukova, chị sẽ nói rõ hơn về tất cả những gì mà cộng đồng đã tạo cho tất cả chúng ta, cho các bạn, để mà chúng ta có thể là tiến theo cái hướng này. Vâng, tiếp theo, cái dự án tiếp theo của chúng ta, Product Hub, tức là trung tâm về sản phẩm ấy, là sẽ có trong tháng sau, ra mắt trung tâm sản phẩm vào tháng 6 năm 2023. Sau đó đến tháng 8 là chúng ta sẽ có MLCI trên hợp đồng thông minh. Vâng, cách đây không lâu thì tôi cũng đã nói đến chủ đề này rồi, các bạn có nhớ không ạ? Vâng, các bạn có nhớ đến cái chủ đề này chúng ta đã bàn luận với nhau về Web3 và DAO. Đấy, hai cái khái niệm của chúng ta, hai cái khái niệm rất là quan trọng. Hai cái khái niệm này nó có mối liên hệ mật thiết với nhau, DAO và Web3. Thì tất cả trong số các bạn, trong số chúng ta, ai mà có những cái đội ngũ lớn đã có hoặc là sắp sửa có, thì các bạn hãy nhớ rằng là tất cả những cái phần thưởng, những cái hoa hồng của các bạn thì sẽ được trích thông qua Web3. Nếu mà các bạn biết, đã biết và cái điều đó, thì các bạn cho tôi xin những cái ngọn lửa trong cái khung chat, cho tôi xin những cái icon ngọn lửa. Vâng, thì bằng cách chúng ta sẽ sử dụng Smart Contract, những cái hợp đồng thông minh để mà trả hoa hồng. Vậy thì trong cái trường hợp này thì chúng ta sẽ loại bỏ được cái khâu trung gian, không có cái bên thứ ba. Dựa trên cái Smart Contract, trên cái hợp đồng thông minh, thì chúng ta là không còn cái khâu trung gian nữa, nên là không ai có thể là đưa ra cho các bạn những cái quy định hay là phải yêu cầu bạn phải thế này thế kia thì bạn mới nhận được tiền. Bạn chắc chắn là sẽ nhận được tiền vì bạn đã được đảm bảo bởi hợp đồng thông minh. Và DAO, DAO là gì? DAO là một cái khái niệm cũng vô cùng quan trọng của chúng ta. Các bạn có nhớ anh Andrei cách đây không lâu cũng nói rằng là chúng ta dưới góc độ là một cộng đồng thì chúng ta sẽ đưa ra những cái quyết định tập thể, đúng không? Chúng ta có cái nguyên tắc về quyết định tập thể. Tức là sao? Tức là chúng ta ai cũng có quyền được bỏ phiếu để đưa mà những cái quyết định, để mà làm sao để mà cái danh mục đầu tư toàn cầu của chúng ta ngày càng phát triển. Và đấy chính là cái ý tưởng ngay từ ban đầu của chúng ta, và đến bây giờ thì chúng ta vẫn đi theo hướng đó. Đương nhiên là cũng có những cái khó khăn nhất định trên chặng đường mà chúng ta đi, nhưng mà dần dần thì chúng ta vẫn đang tiến những cái bước nhỏ, tiến dần tới đích. Và tất cả những gì mà chúng ta đề ra ngay từ ban đầu thì chúng ta vẫn đang thực hiện được, mặc dù là chậm hơn và kế hoạch ban đầu, nhưng mà chúng ta vẫn đang thực hiện dần. Không phải là chúng ta chạy nhanh được như là đề ra kế hoạch, nhưng mà chúng ta cùng lắm là chúng ta đi bộ, hoặc là cùng lắm hơn là chúng ta sẽ bò tới đích. Kể cả bò tới đích nhưng mà chúng ta vẫn sẽ phải tiến tới đích mà thôi. Trước đây thì chúng ta đề ra kế hoạch là 15% dân số thế giới, là tức là trong tương lai là sẽ là khoảng 1 tỷ người sẽ tham gia cộng đồng của chúng ta. Đến bây giờ thì chúng ta đề ra một cái kế hoạch khác là tới năm 2024 là 10 triệu người là tham gia hệ sinh thái của chúng ta, 10 triệu người dùng đấy. Vậy là đây là một cái kế hoạch tôi nghĩ rằng nó sẽ khả thi hơn rất nhiều. Chúng ta có điều chỉnh kế hoạch một chút về mặt con số, và chúng ta cần phải đưa đến cái hệ sinh thái của chúng ta khoảng độ hơn 1 triệu người trong thời gian gần nhất, để mà sao? Để mà chúng ta có một cái nền tảng phát triển. Chúng tôi hoàn toàn là tin tưởng vào điều đó, không có một chút hoài nghi gì, bởi vì là chúng tôi biết được là những cái lợi thế của mình là ở đâu, rồi những cái điểm mạnh của mình ở đâu. Và chính ở trên cái nốt thăng này thì tôi muốn chuyển mic cho chị Mila Sikdukova, một người bạn vô cùng thân thiết của tôi. Vâng, không biết rằng là có thể mô tả chị bằng những cái lời có cánh như thế nào nữa. Tôi chỉ có thể nói rằng là chị là một người phụ nữ, một người mẹ vô cùng tuyệt vời mà không bao giờ dừng bước, luôn luôn tiến lên phía trước. Và tôi rất vui được làm việc cùng chị Mila. Xin mời chị Mila. Vâng, cảm ơn anh Akman. Cảm ơn cái phần giới thiệu của anh. Cảm ơn về những cái lời có cánh anh dành cho tôi. Và cảm ơn anh vì tất cả những gì anh dành cho cộng đồng của chúng ta.
Tôi quả thật là rất hâm mộ anh và tôi cũng hy vọng rằng là anh sẽ luôn luôn gắn bó cùng cộng đồng của chúng ta. Vâng, tôi cũng xin được gửi lời chào mừng buổi webinar này tới tất cả mọi người. Tôi chào mừng tất cả mọi người ở trong tất cả các phòng ngôn ngữ khác nhau của chúng ta. Hôm nay quả thật là một cái buổi webinar vô cùng quan trọng, và như anh Akman đã nói rằng là nếu mà chúng ta mà nghe buổi webinar này từ đầu đến cuối thì chắc chắn là tới cuối buổi webinar này là dường như là đầu óc của các bạn sẽ nổ tung vì tất cả những cái thông tin đồ sộ, khối lượng thông tin mà các bạn sẽ nhận được. Vâng, và tôi xin tự giới thiệu với mình là tôi là đại diện chủ tịch hội đồng, rồi tôi là nhà đầu tư đa ngành chuyên nghiệp, vân vân, các bạn có thể đọc trên slide. Vâng, và tôi luôn luôn nói về những cái ước mơ và những cái ước mơ mà các bạn có thể là đặt ra, đề ra cho mình sau khi mà học qua những cái khóa học của Học viện Nhà đầu tư tư nhân, thì tôi nghĩ rằng đó là những cái ước mơ vô cùng có giá, và đấy là những cái ước mơ mà các bạn sẽ chạm vào được trong tương lai. Vâng, tôi chỉ nói qua thế thôi, và chúng ta đến với slide tiếp theo. Những thách thức mà chúng ta cần phải giải quyết liên quan đến concept. Đương nhiên là chúng ta trên chặng đường của mình thì cũng gặp những cái khó khăn nhất định, đúng không? Thế thì trong những cái khó khăn đó là gì? Thứ nhất là có cái hạ tầng phát triển chậm. Thì trên thế giới hiện giờ là có nhiều công ty là họ phát triển mạnh hơn chúng ta, nhanh hơn chúng ta về mặt công nghệ. Thế nhưng mà đó không có nghĩa rằng là chúng ta sẽ lạc hậu. Bởi vì là sao? Chúng ta vẫn luôn luôn cố gắng là làm thế nào để mà có một cái nền tảng dịch vụ phục vụ khách hàng tốt nhất. Nói chung là chúng ta vẫn cải thiện. Tiếp theo là thiếu chuyên gia có trình độ và thiếu sự chuyên nghiệp. Và cái đó cũng là một cái vấn đề cũng vô cùng lớn của chúng ta. Nên là chúng ta cũng cần phải giải quyết cái vấn đề này trong tương lai gần. Cũng vì cái lý do này mà hiện giờ chúng ta có những cái chuyên gia có trình độ chuyên môn cao ở trong các ban khác nhau, các phòng ban khác nhau. Thế nhưng mà chúng tôi thì vẫn hướng đến rằng là sẽ có thật nhiều chuyên gia hơn. Để làm sao càng nhiều người giỏi thì cái cộng đồng của chúng ta sẽ phát triển càng mạnh. Vâng, tiếp theo thì là gì? Một cái khó khăn nữa là thay đổi nhanh chóng về môi trường pháp lý và đầu tư. Vâng, quả thật đây là một cái vấn đề vô cùng lớn, đặc biệt là trong những năm vừa qua. Vâng, các bạn có thể là để lại những cái lời nhắn trong khung chat cho tôi. Vâng, bởi vì là có những nơi thì người ta nói rằng utility token là security token, token chứng khoán với token tiền ít, nhiều nơi là người ta nói rằng nó là giống nhau. Ở nhiều nước thì có những cái vấn đề pháp lý này, vấn đề pháp lý kia. Mỗi ngày thì luật pháp nó lại thay đổi. Vâng, trong đó các nước châu Á, các nước châu Âu, các nước châu Mỹ, mỗi nơi thì lại có một cái nền tảng pháp lý khác nhau, và họ tiến lên trong cái lĩnh vực này cũng với cái tốc độ khác nhau. Và chính những cái rào cản mà họ đặt ra thì làm cho chúng ta càng khó khăn hơn trên chặng đường của mình. Chính vì thế mà chúng ta mất rất nhiều tài nguyên để mà giải quyết cái vấn đề liên quan đến pháp lý. Chúng ta cần phải đầu tư vào đó rất là nhiều. Tiếp theo là một cái vấn đề cũng vô cùng lớn nữa là hạn chế của MLM và nhận thức mô hình MLCI. Vâng, thì bây giờ các bạn hãy viết vào khung chat cho chúng tôi để tôi được biết rằng là theo thang điểm từ 1 đến 10 nhé, là các bạn hiểu và các bạn thích cái mô hình MLCI đến đâu. Nếu mà các bạn thích MLCI thì cho tôi xin số 10, còn nếu mà không thích thì cho tôi xin số 1. Nếu mà các bạn hiểu MLCI là gì, cho tôi xin số 10 vào khung chat. Vâng, cảm ơn. Và mỗi khi mà chúng ta tổ chức những cái buổi đào tạo, các bạn cũng tổ chức những cái buổi tập huấn dành cho đội ngũ của mình và chứng minh cho họ rằng là tất cả những gì bạn làm là cái điều đúng đắn. Và lần đó là một cái mô hình vô cùng mới là MLCI. Đương nhiên là mô hình nào đó cũng có những cái nhược điểm của nó, đúng không? Đó, nhưng mà những cái ưu điểm của chúng ta thì nó vô cùng là vượt trội. Và chúng ta cần phải giải thích được cho mọi người hiểu là chúng ta có những điểm mạnh như thế nào. Và tiếp theo là thêm một cái khó khăn nữa là dòng thu nhập tạo ra và tăng trưởng trong thời kỳ khó khăn. Thì như các bạn cũng hiểu là những cái năm vừa rồi chúng ta gặp
phải rất nhiều vấn đề liên quan đến COVID, liên quan đến khủng hoảng tài chính, khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Có rất nhiều công ty là đã phải đóng cửa, rất nhiều doanh nghiệp là đã ngừng hoạt động, thậm chí là ngân hàng, khối banh cũng bị đóng cửa, cũng nhiều ngân hàng là gặp khó khăn và một số ngân hàng lớn là cũng đã phải đóng cửa, những cái tập đoàn hàng tỷ đô họ cũng phải đóng cửa. Thế cho nên là chúng ta có thể thấy rằng là cái vấn đề tài chính, vấn đề kinh tế nó đang phức tạp như thế nào. Vậy nên là chúng ta bây giờ vào cái thời điểm hiện tại là theo cái chính thuật là phòng thủ thì chúng ta phải cố gắng làm sao là giữ được tiền chứ không chỉ là kiếm được tiền, bởi vì kiếm được tiền bây giờ là vô cùng khó. Thế nên là bây giờ là cái dòng thu nhập mà chúng ta tạo ra là một cái vấn đề cũng là lớn của chúng ta. Chúng ta phải làm sao để chúng ta có một cái nguồn thu nó đều đặn, ổn định, bền vững để mà mọi người có thể yên tâm mà sát cánh cùng với cộng đồng. Và tiếp theo một cái vấn đề nữa là các cuộc tấn công của đối thủ cạnh tranh. Vâng, các hater đấy, các anti-fan đấy. Có tôi thì tôi không biết rằng là có thể mô tả bằng những cái lời nào về cái số lượng và cái hình thức, những cái số lượng, các kiểu cách mà họ tấn công chúng ta, cái mô hình MLCI của chúng ta. Vâng, quả thật là trong một cái thế giới này, ở trong một cái thế giới mà đa dạng thông tin, nguồn thông tin nó quá là khác nhau, và khi mà chúng ta có đưa ra những cái sản phẩm mới, khi mà chúng ta được cái sự ủng hộ của mọi người thì chúng ta phát triển rất nhanh, nhưng mà khi mà chúng ta bị người ta phản bác, bị người ta đấu đá, bị người ta tấn công thì chúng ta sẽ vô cùng khó khăn. Và chúng ta ở trong cái thế giới này, ở trong cái cộng đồng của chúng ta thì chúng ta luôn luôn hướng theo cái triết lý là ủng hộ lẫn nhau, là giúp đỡ lẫn nhau chứ không phải là phá nhau. Vâng, và chúng ta muốn truyền đạt cái nguồn năng lượng tích cực cho mọi người, nguồn năng lượng tích cực cho người bên cạnh, cho cộng đồng của chúng ta. Chúng ta thì thường xuyên nghe những cái thông tin mà nói xấu, những cái thông tin bôi nhọ, rất là thường xuyên là xuất hiện những cái thông tin như thế. Và đương nhiên là ai thì cũng sẽ đau lòng rồi, và chúng ta thì cũng rất là khó khăn khi mà phải đón nhận những cái luồng thông tin như vậy. Và nhưng mà như thế thì chúng ta đừng có nản chí, chúng ta đừng có buông xuôi, chúng ta phải vượt qua được những cái đó, bởi vì cái đó là bình thường. Tôi thấy rằng đấy là bình thường, và thật ra là tôi thấy rằng hiện tại thì có rất nhiều công ty, rất nhiều tập đoàn và rất nhiều cộng đồng trên thế giới thì họ cũng gặp phải những cái vấn đề cũng giống như chúng ta thôi. Thế nhưng mà ngoài những cái vấn đề ra thì chúng ta cũng phải nói đến cái giải pháp làm thế nào để giải quyết được những cái vấn đề đó, đúng không? Có vấn đề thì chúng ta phải giải quyết chứ không chỉ là nói là có vấn đề không. Thế thì cái nhiệm vụ của chúng ta là tạo ra cái chìa khóa, chúng ta cần phải tạo ra cái công cụ, làm sao mà cái công cụ đó có thể đem lại những cái nguồn thu cho chúng ta, đem lại tiền cho chúng ta, và cái tiền đó chúng ta dùng để mà phát triển cái cơ sở hạ tầng của cộng đồng của chúng ta. Như anh Atman, anh ấy nói là chúng ta cần phải lợi dụng, chúng ta phải tận dụng được cái tiềm năng, cái lợi thế thị trường của chúng ta để mà sao? Để mà chúng ta có một cái nơi, một cái nền tảng mà ở trong đó cái nguồn vốn quay vòng là nó có thể đạt được tới hàng tỷ đô. Vâng, và để mà có được một cái chìa khóa, một cái công cụ như thế thì chúng ta cũng phải là bỏ ra rất là nhiều sức. Và chúng ta trong những cái công cụ đó thì chúng ta có CoinSet. CoinSet là một trong những cái công cụ của chúng ta. Một cái công cụ này nó sẽ đem lại cái nguồn lợi cho cộng đồng vô cùng to lớn. Và ở các slide tiếp theo thì tôi cũng sẽ nói về một số công cụ khác. Chúng tôi thì vô cùng biết ơn cái đội ngũ IT của mình, đội ngũ IT của cộng đồng chúng ta, bởi vì họ làm việc đã rất cực lực để mà đưa ra được những cái sản phẩm vô cùng tuyệt vời như thế này. Thế thì các khóa NFT, mở khóa, hiệu suất nền tảng, thêm giá trị cho chức năng của người dùng, tạo điểm bổ sung và có thể tạo bộ sưu tập. Đấy thì các bạn đã thấy ở trên cái slide này. Đấy chính là giải pháp của chúng ta đưa ra. Vâng, và đấy chính là một cách mà chúng ta đem lại cái lợi ích cho cộng đồng và cho người dùng. Vâng, tiếp theo.
Đây là chính là bộ sưu tập các chìa khóa NFT của chúng ta. Đây là chúng ta sẽ có những cái mức khác nhau, là các hạng khác nhau, là từ hạng đồng, rồi hạng bạc, hạng vàng, hạng platinum, hạng kim cương. Rồi ngoài ra trước đó thì chúng ta cũng có những cái hạng là basic, là hạng cơ sở, cơ bản, rồi professional, là hạng gọi là chuyên nghiệp đấy. Đấy, thế thì tất cả những cái phần thưởng và những cái lợi ích mà nó đem lại thì tôi sẽ nói tiếp theo. Vào cái thời điểm hiện tại thì chúng tôi chỉ đưa ra thị trường là ba cái gói khác nhau. Thì thật ra là cái gói đầu tiên thì phải là cái gói cơ sở, cái gói nền tảng ấy. Cái gói tiếp theo là cái gói chuyên nghiệp, tức là cái gói lãnh đạo đấy. Thì cái gói lãnh đạo này là sẽ dành cho các leader, các vị thủ lĩnh ở trong cộng đồng của chúng ta. Và cái NFT này nó sẽ trao cho các bạn thêm những cái phần thưởng trong Product Hub, tức là các bạn sẽ có thêm những cái quyền lợi, những cái đặc quyền ở trong cái trung tâm sản phẩm của mình, rồi có cơ hội sử dụng bằng cấp và vân vân, rồi cũng có những cái ưu đãi khác các bạn có thể xem ở trên slide đấy. Ví dụ chẳng hạn như là sử dụng các đặc quyền công cụ tiếp thị đấy, rồi đặc quyền đặt sản phẩm ở trên trung tâm sản phẩm, vân 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 vân, thì các bạn có xem trên slide. Thế thì tất cả những cái gói này thì nó sẽ có những cái đặc quyền riêng cho những người sở hữu gói. Và chúng ta thì cũng sẽ đưa ra một cái market. Ở trên marketplace của chúng ta thì sẽ có những cái gói này, thì các bạn có thể theo dõi, các bạn có thể nghiên cứu và chúng ta cùng tìm hiểu xem là làm thế nào để cho người dùng, người ta có thể là hiểu được một cách tốt nhất, sâu nhất về các gói sản phẩm của chúng ta. Đấy, thì bây giờ cho tôi xin slide tiếp theo. Cái này là cái gói VIP, là cái gói này là cái gói đồng. Gói đồng là cái gói VIP hiện tại, là cái gói số 3 của chúng ta. Thế thì ngoài hai những cái thứ mà các bạn nhận được ở trong cái gói nền tảng với cả cái gói lãnh đạo vừa rồi tôi nói, thì các bạn sẽ nhận được thêm những cái đặc quyền tiếp theo. Ví dụ như là nhận được vị trí sản phẩm của bạn ở các ngôn ngữ bổ sung trong Knowledge Hub, ví dụ chẳng hạn như thế, tham gia các chương trình khuyến mãi và đặc quyền bổ sung ở trong Market Hub. Đấy, rồi hoặc là các bạn là có những cái đại khái là sao? Các bạn mà càng có những cái gói mà cao hơn thì các bạn càng thêm được nhiều cái đặc quyền lớn hơn. Nếu mà các bạn mà có một cái gói mà càng VIP thì các bạn là càng có nhiều quyền lợi ở trong Market Hub, rồi Knowledge Hub, rồi Product Hub. Đấy, thì để mà nói chi tiết hơn thì tôi sẽ nói ở trong phần sau. Thế nhưng mà về cái gói bronze này, cái gói đồng này, thì các bạn nếu mà muốn tìm hiểu sâu thì các bạn cũng có thể là xem trên trang web của chúng ta. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể là tham gia các buổi promo khác nhau, các buổi giới thiệu, rồi khuyến mại các thứ, thì các bạn cũng có thể nhận được những cái giấy chứng nhận, rồi những cái các bạn cũng nhận được những NFT ở trên blockchain. Đại khái là có rất nhiều những cái quyền lợi và những cái cơ hội mà các bạn sẽ nhận được trong tương lai. Thế nhưng mà hiện giờ thì chúng tôi là chỉ dành cho các bạn là ba cái gói đầu tiên. Đây là gói thứ nhất, là gói cơ bản basic, sau đó đến gói chuyên nghiệp professional. Các bạn thấy chúng ta đã giới thiệu rồi, đây là cái cơ hội cơ bản, và chúng ta có những cái thêm những cái cơ hội nữa.
mà chúng ta vừa nói vừa nãy xong đấy, và gói bronze là gói VIP ấy. Và chúng ta sẽ có những cái ưu đãi của cái gói VIP này là gì? Khi mà chúng ta triển khai các cái gói khác, những cái NFT khác, thì họ các bạn sẽ có thêm được những cái ưu đãi, mà chúng ta sẽ được giảm giá 50%. Đấy, tức là khi mà chúng ta triển khai tất cả các cái công cụ thì các bạn sẽ hiểu được là à, các cái công cụ này nó sẽ có giá trị ví dụ như 5 hay 10 nghìn chẳng hạn. Thế thì các bạn có thể có được cái hoặc là giá khoảng độ 20 nghìn thì tất cả những ai trong số các bạn mà là người nắm giữ cái gói bronze là gói đồng này, gói VIP này, thì các bạn sẽ có được cái giảm giá rất là lớn cho để các bạn mua cái gói tiếp theo và cái chức năng tiếp theo. Đây là cái ý tưởng mà chúng ta đã gom lại để tạo ra cái công cụ này để hỗ trợ sự phát triển hạ tầng cơ sở của chúng ta. Đây chính là lý do chính. Ngoài ra thì các cái công cụ này cũng có thể được phân bổ theo kế hoạch trả thưởng, theo cái chương trình trả thưởng. Chúng ta có những cái công cụ, cái tiền này thì sẽ được tái đầu tư vào để hỗ trợ cái phần của công ty chúng ta, để chúng ta ngày càng có thêm nhiều người hơn tham gia vào đội ngũ chúng ta. Chúng ta sẽ đi tiếp 24 tháng 3, tức là đến 24 tháng 5, tức là tuần sau đấy, thì chúng tôi sẽ triển khai 3 gói Basic, chuyên nghiệp Pro và VIP Bronze. Thế thì dần dần thì nó sẽ có giá là 30-50 nghìn, nhưng mà thời điểm ra mắt ấy, thì nó sẽ chỉ có được giảm giá chỉ còn có 25 thôi. Thế thì tôi cũng muốn là để cho ai cũng có thể có quyền được như thế. Những người sự hỗ trợ của các bạn thì sẽ là đem mang lại sự phát triển. Thế thì các bạn hãy mua cái gói Basic này. Còn nếu như mà những người mà muốn quan tâm đến những cái feature mới bổ sung thêm thì các bạn cũng có thể chọn những cái gói chuyên nghiệp hơn, gói cao hơn, cấp độ cao hơn, đó là Pro hoặc là Bronze. Và đến thời điểm ra mắt thì nó sẽ có giá là 250 ra mắt, và giá thật của nó là 500 nhưng được giảm giá. Thế thì nếu các bạn nghĩ là mình là VIP và các bạn muốn đóng góp cho công ty có những gói tốt hơn, giá xịn hơn, thì chúng ta sẽ lấy cái gói Bronze giá 1.000, tức là 2.000 được giảm giá còn 1.000. Đấy là cái gói dành riêng cho các bạn, giảm giá 50% luôn. Bởi vì sau này là thật của nó sẽ phải là 2.000 thì mới đúng. Khi mà chúng ta có tất cả các gói rồi thì nó sẽ là cái giá thật là 2.000. Thế thì bây giờ tôi xin tổng kết lại cho tất cả những ai mà chưa hiểu rõ những gì tôi vừa trình bày. Tôi thấy những cái comment ở đây, nếu như mà tôi không cần tất cả những cái feature này thì sao? Nếu như mà tôi chỉ là một người dùng bình thường thì tôi muốn thấy thành công một công ty thì sao? Không sao cả. Đây là câu trả lời cho các bạn. Tại sao chúng ta lại tạo ra cái công cụ này? Chúng ta muốn tạo ra giá trị, một hệ thống giá trị. Trong hệ thống mà chúng ta, mọi người đến với công ty của chúng ta, họ nói họ có thể sử dụng những cái sản phẩm đầu tư của chúng ta, những sản phẩm gắn liền với kiến thức và các sản phẩm vật lý như Evosen hay là nước hoa thì có thể sờ được, đúng không? Và đến bây giờ thì các bạn cũng biết là bản thân tôi thì cũng sử dụng Evosen, và tôi cho rằng đây là loại nước hoa tuyệt vời nhất trên thế giới, và chúng ta cần phải nói về điều này trong cộng đồng, khắp cộng đồng. Đây là một sản phẩm rất là tuyệt vời. Và khi mà chúng ta tạo ra được cái giá trị đấy rồi, hệ thống tạo ra giá trị này, thì tất nhiên là chúng ta sẽ phát triển cái hạ tầng của chúng mình. Bởi công ty này rất là mạnh. Nếu mà công ty mà đang đứng ở trên đỉnh sóng rồi, đỉnh sóng phát triển rồi, chúng ta có những người chuyên nghiệp, chúng ta có những ý tưởng tuyệt vời để chúng ta triển khai để phục vụ cho công việc của mình, thì chúng ta sẽ đăng ký tham gia kinh doanh và chúng ta sẽ tham gia vào cái ngành công nghiệp này. Thế thì tất cả cái tiền mà chúng ta huy động được thì chúng ta sẽ đầu tư vào để phát triển hạ tầng. Tiếp theo thì hạ tầng càng phát triển thì chúng ta sẽ có càng nhiều khách hàng, càng nhiều đối tác, càng nhiều nhà đầu tư, càng nhiều tác giả, các sản phẩm. Để khách hàng sẽ mua sản phẩm bởi vì họ thích cái dự án. Đối tác thì sẽ phát triển hơn, công việc kinh doanh MSCI hơn, và họ cũng là nhà đồng sở hữu của công việc kinh doanh. Bởi vì nếu như mà chúng ta
không có những người như thế thì sao chúng ta sẽ có thể tồn tại được, đúng không? Đối tác là một cái vị đóng một vai trò rất là quan trọng. Nhiệm vụ của chúng ta là làm là để mang cho họ những cái công cụ tốt nhất, tuyệt vời nhất là cái mà họ có thể sử dụng được. Ở nhà đầu tư, chúng ta có rất là nhiều người họ tìm kiếm những cơ hội đầu tư ở các công ty khác nhau. Và các bạn biết không, nhà đầu tư thì họ cũng sẽ trở thành nhà đồng sở hữu của công ty chúng ta. Mà công ty mà chúng ta có tổ chức, chúng có danh mục đầu tư của chúng ta. Còn về các tác giả thì sao? Đó là những người mà họ là đưa ra những cái tường, những cái khóa học hay những cái chương trình sản phẩm họ muốn triển khai. Họ sẽ mà mang lại cho cộng đồng của chúng ta. Chúng ta sẽ, họ phát chúng ta triển khai cái hệ thống phát triển của chúng ta sẽ mang lại cả cho tất cả lợi ích cho tất cả những cái nhóm người này. Chúng ta càng có nhà đầu tư, càng có nhiều nhà đầu tư, nhiều đối tác các thứ thì chúng ta sẽ càng phát triển nhanh, có thêm thu nhập nhiều. Chúng ta sẽ nhanh chóng và có được doanh số lớn và chúng ta sẽ có thể đầu tư vào công việc kinh doanh và vào con người. Và ngoài ra chúng ta cũng có thể có thêm được những cái lợi ích cho những người mà nắm giữ NFT. Đấy cũng là một một cái lợi ích nữa mà chúng ta cũng có thể tranh thủ mang khiến để mang lại tiền đấy. Đấy không chỉ là chìa khóa mà mang lại cho chúng ta cái quyền truy cập vào cái nền tảng đâu, mà nó còn là những cái thứ có thể mang lại chúng ta những cái lợi ích bổ sung mà thông qua việc kiếm tiền. Ví dụ như là việc giới thiệu NFT, chúng ta cũng có thể mang lại những cái phần thưởng bằng tiền, bởi vì là mỗi một cái thành phần trong cái hệ thống này tạo ra giá trị này thì nó sẽ đều gắn kết với nhau cả. Đó là cái sự cộng sưởng, cộng sinh, cùng thành công. Và tất cả những ai mà đóng góp vào sự phát triển chung của công ty thì họ cũng sẽ được nhận cái phần thưởng xứng đáng. Ví dụ như về bản chất về đầu tư về Amazon là sao? Từ mấy năm trước, 10 năm trước, 20 năm trước chẳng hạn, đúng không? Thì trước đây các bạn đã đầu tư thì bây giờ các bạn đã gặt hái thành quả thôi. Rồi các bạn có thể đầu tư vào những cái công ty tiềm năng như là Amazon ấy, thì đến 10 năm nữa, 20 năm nữa là các bạn cũng có được phát triển như thế và các bạn sẽ gặt hái thành quả. Đấy, thì Amazon đã kiếm được hàng trăm triệu đô la. Nhưng nền tảng của chúng ta thì nó không kém hơn một tí nào đâu, thậm chí còn tốt hơn về mặt chức năng luôn ấy. Chúng ta có thể mang lại những cái lợi ích tốt hơn nữa và làm chủ nhân của đồng sở hữu của một cái nền tảng như thế là một điều rất là tuyệt vời. Thì chúng ta đang định hướng phát triển bên ngoài của nền tảng, chúng ta đang tập trung vào việc phát triển hạ tầng của chúng ta, hạ tầng riêng của chúng ta. Mà sẽ rất hữu ích cho tất cả mọi người, cả người dùng, cả đối tác và cả những người sẽ sử dụng cái hạ tầng này nữa. Thì tôi hy vọng là các bạn đã hình dung rõ những gì mà tôi vừa trình bày, những gì mà chúng tôi muốn đưa ra cho các bạn. Và một lần nữa tôi xin nói lại là tập trung, chúng ta có thể nói là chúng ta có thể gặp nhau được thì đó là tốt rồi. Đến với nhau là sự khởi đầu, giữ được nhau là sự tiến triển và làm việc cùng nhau đó là thành công. Chính là trích dẫn của Henry Ford. Và trong số nhiều người trong số chúng ta đã làm việc cùng nhau rất là lâu rồi, nhiều năm nay rồi, thì tôi rất là tự hào về tất cả các bạn, tự hào về tất cả mọi người, tất cả những ai mà đã làm việc cùng chúng ta trong công ty từ những ngày trước đây rồi chúng ta cùng nhau hướng tới thành công. Và hôm nay thì tôi muốn chia sẻ với các bạn từ tận đáy lòng mình, chia sẻ cái kiến thức, chia sẻ cái cảm xúc của mình. Chúng ta đang tiến lên phía trước, cái sản phẩm của chúng ta sẽ được dành cho cái sự phát triển của hạ tầng của chúng ta. Xin các bạn hãy cùng nhau đóng góp vào cái công trình chung này, tất cả chúng ta sẽ cùng nhau thành công. Xin cảm ơn các bạn. Thì tôi xin kết thúc phần trình bày của mình ở đây và tôi xin nhường lời lại cho speaker tiếp theo. Đó là một leader rất là đáng kính của chúng ta, một người mà đã làm việc rất là nhiều để có thể cùng nhau phát triển NFT, phát triển sản phẩm kỹ thuật số của chúng ta. Anh ấy thường xuyên đưa ra những cái ý tưởng, một trong số những sản phẩm đó thì cũng đang chuẩn bị được triển khai rồi. Tôi xin nhường mic cho anh Emmanuel Baroni và xin các bạn hãy đón tiếp anh Emmanuel. Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn chị Mila đã giới thiệu tôi với những lời rất là ấm áp như vậy. Tôi rất là vui được có mặt ở đây. Mới vài tuần trước thôi chúng ta còn đang gặp nhau và tôi cũng đã giới thiệu với các bạn về những kế hoạch của chúng ta, những gì mà chúng tôi đang triển khai, bởi vì thị trường bây giờ đang rất cần sản phẩm này. Và như anh Arman đã nói
thì việc đào tạo thì chiếm một cái vai trò rất là quan trọng. Cho nên là chúng ta, đây là một điều quan trọng chúng ta cần thiết. Có những người họ muốn phát triển mà. Thế chúng ta sẽ chuyển sang slide tiếp theo luôn đi. Các bạn biết tôi rồi, không cần phải giới thiệu nhiều nữa. Chúng ta đã sẽ phát triển cái sản phẩm mà dành có thể phù hợp cho tất cả mọi người, bất cứ ai. Chúng ta có những mục tiêu nhất định, cái mục tiêu khá là lớn. Đó là tạo ra những cái vay, những cái công việc mới ở trong thế giới. Cái khóa này thì liên quan đến việc số hóa thế giới này. Vì như các bạn biết thì thế giới đang dần dần đi tới hướng này. Thế nhưng mà cũng không có cái đào tạo nào, không có trường học nào mà sẽ giới thiệu cho mọi người biết về điều này đâu. Cái thông tin này không phải ai cũng chia sẻ cho các bạn được. Chúng ta đã cả một năm trời rồi chúng tôi đang nghiên cứu để phát triển ra cái vay như thế. Để cái người này, cái công việc này được thừa nhận trên khắp thế giới. Khi chúng ta sử dụng một cái chiến lược nhất định, thì chiến lược này sẽ cho phép chúng ta nâng cao cái giá trị của danh mục đầu tư toàn cầu của chúng ta. Tất cả những điều đó có nghĩa là như vậy thì là chúng ta hiểu được, chúng ta nâng cao được cái vị trí của tốc hành của chúng ta. Và chúng ta hãy cùng nhau xem những thứ mà tôi muốn giới thiệu với các bạn ngày hôm nay. Đây là một cái dự án tổng thể. Các bạn có thể nhìn thấy ở trung tâm ấy. Đó là cái sản phẩm, đó là cái bách khoa toàn thư số, có thể cho phép chúng ta đưa ra những cái nghề nghiệp mới, những cái vai mới. Ở đây chúng ta đang triển khai cùng với Hiệp đoàn Alim, là Hiệp hội Giám sát. Ở đây trên cái lộ trình của chúng ta thì chúng tôi đã chuẩn bị được tất cả những cái thông tin này về các cái nghề nghiệp này. Cái bách khoa toàn thư số này sẽ có trong CoinSet, và các bạn cũng sẽ có cái quyền truy cập vào cái từ điển bách khoa toàn thư này. Nó đang được, hiện nay thì đã có bằng 30 thứ tiếng rồi, thì dần dần chúng tôi sẽ bổ sung thêm sách audio nữa, sách nói nữa. Thế thì đến thời điểm này thì chúng ta mới chỉ có văn bản sách in thôi. Nhưng mà dần dần chúng ta càng có thêm nhiều học viên thì chúng ta sẽ có thêm nhiều phiên bản mới. Ở trong năm nay thì, và cũng như là trong năm tới, thì chúng tôi cũng muốn làm việc với các chính phủ khác nhau để đàm phán thêm, để triển khai cái bách khoa toàn thư này. Nếu như chúng ta nói về trường đại học thì năm 2024 đến năm nay thì chúng ta cũng có thể triển khai cái việc đào tạo này của chúng ta ở trường đại học, mà sau đó thì sẽ cho phép chúng ta chuẩn bị các cái nhà tư vấn kỹ thuật số. Thì chúng ta sẽ xem các cái người chuyên gia không chỉ gắn liền với crypto hay là với blockchain đâu không. Ở đây chúng ta nói về tất cả các cái lĩnh vực trong cái của chúng ta, có các ngành công nghiệp khác nhau. Tất cả thì cũng là có 4 và cộng thêm thứ 5 thì đó là cái leader KOL đấy. Thế thì chúng ta hiện nay thì nó rất là phổ biến và chúng ta họ có thể có ảnh hưởng rất lớn đến cộng đồng. Đây là những người có năng lực, bởi vì họ có cái thông tin cần thiết. Ở đây chúng ta sẽ nói về đến năm 2024 nhé. Thế nhưng trước đó thì chúng tôi muốn mang lại cơ hội cho cộng đồng của chúng ta trước, thì chúng ta sẽ xem slide tiếp theo. Chúng tôi muốn cộng đồng của chúng ta được học. Và chúng tôi đã đưa ra cái quyển từ điển bách khoa toàn thư này bằng 30 thứ tiếng khác nhau. Trong thời gian tới thì cái số ngôn ngữ sẽ được tăng lên gấp đôi. Và cái từ điển bách khoa toàn thư này thì chúng tôi sẽ giải quyết, tập trung giải quyết 2 vấn đề. Thứ nhất là giúp học, giúp đào tạo. Chúng ta cấp trong quyền trong 2 năm, mọi người có thể mở ra bất cứ lúc nào. Bách khoa toàn thư này sẽ ở trên một cái nền tảng nhất định mà nó sẽ luôn luôn được cập nhật. Và như các bạn biết thì
Thời gian ở đây chúng ta cái gì cũng nhanh, thay đổi rất là nhanh, mọi thứ nên được thay đổi rất là nhanh chóng, chúng ta phải bắt kịp với thời đại. Luật cũng thế, hôm nay thì có thể được phép làm cái này, ngày mai khi là bị cấm rồi. Chúng ta luôn luôn phải nắm bắt được cái xu thế thay đổi trên của mọi thứ, và dần dần thì cái số hóa thì sẽ diễn ra khắp nơi thôi, chúng ta không thể nào mà đứng ngoài cuộc được. Đấy thì tất cả những thứ đó chúng ta sẽ triển khai trên một cái nền tảng đặc biệt để đến năm sau chúng ta sẽ có một số cái cơ sở gọi là cái học tập đấy, để chúng ta sẽ có cái đưa cái chương trình này vào giảng dạy cho cái khóa học của chúng ta. Các bạn tin tôi đi là chắc chắn là sẽ có thêm những môn học mới, có thêm những khóa học mới mà chắc chắn sẽ cho phép mọi người nghiên cứu cái thông tin này và được cấp chứng chỉ, cấp bằng cấp các thứ. Để chúng ta xem sang slide tiếp theo. Tất cả chúng ta có 60 mục khác nhau. Những ai có những cái mục mà nó trong chỉ có trong cái thế giới crypto chẳng hạn, thế giới số thôi, chẳng hạn như là crypto, hay chúng ta giới thiệu thế nào là blockchain là gì, chúng tôi giải thích cho mọi người nghe chúng ta cần blockchain để làm gì, những gì đang diễn ra trong thế giới số, NFT là gì. Thế thì không phải là mọi người có khi không đủ thông tin để tìm hiểu cái đó. Thế tại sao mọi người phải nắm bắt cái điều này? Bởi vì bây giờ thì có rất là nhiều nền tảng về đầu tư mà hứa hẹn với mọi người là nhanh chóng có thu nhập rất là cao rồi hấp dẫn. Thế trong cái nền tảng đấy thì cũng có một số cái dự án là cũng khá là đúng, thế nhưng có những dự án là lừa đảo, chúng ta phải biết cách để chúng ta phân biệt. Và những người mà không biết luật chơi thì dễ dễ dàng bị đầu tư vào đấy và sẽ bị mất tiền. Thế cho nên là chúng tôi cũng muốn giúp đỡ là đào tạo cho những mọi người để mọi người hiểu ra thế nào mọi cái gì là cái gì đã, đúng không? Để sau đó khi mà hiểu rõ rồi lúc đấy đầu tư thì nó sẽ bớt rủi ro hơn. Thế thì đây cũng là một cái câu chuyện cũng rất là quan trọng mà chúng ta hướng dẫn đào tạo cho tất cả mọi người. Thế như tôi đã nói trước đây thì sản phẩm này thì sẽ ai cũng có thể tham gia được. Chúng ta sẽ xem slide mà xem. Ở đây chúng ta sẽ không chia sẻ mọi người ra là người giàu người nghèo như đâu, không phân biệt giàu nghèo. Chúng ta đưa ra cái bách khoa toàn thư của chúng ta chỉ có 100 đô mà thôi, rất là rẻ. Và sau đó thì có thể cập nhật mua thêm quyền truy cập tiếp theo. Thế thì có những gì sẽ thay đổi trong các giai đoạn này? Nói chung thì chúng ta có hai mục đích. Thứ nhất là để đào tạo mọi người, và thứ hai là để chúng ta tăng cái giá trị của danh mục đầu tư của chúng ta. Thế thì khi mà chúng ta đưa ra được một số cái chiến lược nhất định rồi, tôi sẽ đưa nói các bạn sau đấy, thì chúng ta sẽ có được cái giá trị cao cho danh mục đầu tư của công ty, và tất cả những thứ đó thì nó sẽ tự động dẫn đến cái việc là tăng trưởng STO Fintech của chúng ta. Ở đây thì chúng ta là hoàn toàn là độc lập với việc mua token. Đây là một trong số những sản phẩm mà chúng ta sẽ bán. Thế nhưng mà trên thực tế thì là có hai sản phẩm để triển khai cái này. Tôi muốn giới thiệu với các bạn cái lộ trình của chúng ta. Chúng ta sẽ xem slide tiếp theo để cái lộ trình của chúng ta sẽ mang lại cho chúng ta những cái sự tiến hóa nhất định. Chúng ta triển khai ở năm 2023 cùng với dự án mà sẽ đưa chúng ta dịch ra 30 thứ tiếng khác nhau. Chúng ta sẽ tăng lượng sinh viên, sau đó chúng ta sẽ thêm các thứ ngôn ngữ khác nhau, và nữa những người học viên mà tăng thứ ngôn ngữ khác nhau. Và cái ước mơ của tôi là gì? Là có 1 triệu học viên để năm sau chúng ta đã có thể triển khai với các cái trường đại học rồi. Khi mà chúng ta có 1,5 triệu học viên thì chúng ta sẽ bắt đầu sử dụng cả cái công trình nghiên cứu bằng AI. Chúng ta sẽ đào tạo cái AI để họ hiểu thế nào là số hóa này, để trí tuệ nhân tạo có thể hiểu được và hỗ trợ chúng ta, và để hiểu được cái thế giới
mà mới xuất hiện gần đây thôi, hoàn toàn mới đối với chúng ta đấy. Và tất cả những thứ đó sẽ mở ra cho chúng ta những cánh cửa mới về các cái sản phẩm mới, sản phẩm thú vị. Ngoài ra thì tôi cũng muốn giới thiệu với các bạn là chúng ta sẽ có những cái bonus như nào, chúng ta sẽ xem slide tiếp theo. Ở trong đó thì mọi người phải biết được là mình sẽ tiền nó sẽ được đi trả vào đâu. Hiện giờ thì nhiều người người ta cứ phàn nàn rằng là họ đang thiếu tiền, họ không biết rằng là tiền của họ đi đâu về đâu. Và bây giờ chúng ta hãy cùng xem là tiền nó đi nhịp về đâu, và các phần thưởng rồi các hoa hồng nó sẽ được chia như thế nào. Sau đó chúng ta sẽ nói về NFT vân vân. Vâng, như các bạn thấy ở trên cái slide này thì tôi đã viết rõ ra những cái mục của chúng ta là nó sẽ đi như thế nào, nó được phân chia như thế nào. Thế thì cái phần màu nâu ấy là cái phần mạng lưới lãnh đạo, rồi ủy ban địa phương ấy, các leader địa phương, các vị thủ lĩnh địa phương vân vân, 50%. Rồi 5% là phí quản lý, 25% là định giá danh mục, rồi concept thì 10%, NDE là 10%. Đấy thì để định giá danh mục thì chúng ta là có 25%, thì đây là một cái khoảng rất lớn và cũng là vô cùng quan trọng đối với chúng ta. Vâng, cho tôi xin slide tiếp theo. Và ở đây thì lúc nãy thì tôi đã nói về cái bách khoa toàn thư, và ở đây thì tôi sẽ nói về NFT. Vâng, thì chúng ta có cái 6 khóa học trực tiếp 2 giờ. Và từ đó thì chúng ta có các khóa học trên NFT. Nếu mà các bạn nhớ về những cái đảm bảo kỹ thuật số mà tôi đã từng kể ấy, thì trong trường hợp này, những ai mà có sử dụng những cái đảm bảo kỹ thuật số ấy, thì họ cũng sẽ có những cái ưu đãi nhất định, cái bonus nhất định. Ví dụ như các bạn mà sử dụng những cái đảm bảo kỹ thuật số mà bạn đóng 2% một năm, cái phí 2% một năm, thì các bạn thử tưởng tượng xem là cái nền tảng của chúng ta, cái hệ sinh thái của chúng ta nó sẽ có một cái nguồn thu lớn như thế nào, và cái danh mục đầu tư toàn cầu của chúng ta sẽ lớn nhanh như thế nào. Đấy, rồi đương nhiên là tất cả những ai mà họ bán, họ quảng bá về cái đảm bảo kỹ thuật số, thì họ cũng nhận được cái NFT, cái NFT mà sau sẽ được chuyển đổi thành STO. Chúng tôi thì chúng tôi không muốn là bán NFT cho những người mà người ta không hiểu NFT là gì, người ta không hiểu cái thế giới số là gì, người ta không hiểu chúng ta đang làm gì, nên là chúng tôi có đưa ra những cái khóa học. Thì những cái khóa học đó là các bạn thấy ở trên màn hình đấy, là có 6 khóa học trực tiếp 2 giờ, nơi mà chúng tôi sẽ kể về NFT, về token, về các đồng coin, về blockchain, về cái mà chúng ta gọi là DAO. Đương nhiên là không phải là ai cũng học được những khóa này đâu. Cho tôi xin slide tiếp theo. Vâng, ở đây tôi sẽ nói cho các bạn biết là xem là ai có quyền tham gia tiếp cận những khóa học này. Thì trước tiên thì các khóa học này là sẽ là những cái khóa học trực tiếp, thì chỉ có 2.000 người đầu tiên là có thể là tham gia khóa học thôi, tức là chỉ có đúng 2.000 vé thôi. Đấy, bán đúng 2.000 khóa học, và chúng tôi sẽ chia ra những cái nhóm nhỏ, và họ sẽ được học bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của họ. Thì ban đầu là họ học như vậy, và sau đó thì những cái chúng ta sẽ thực hiện những cái buổi ghi hình. Thì sau đó thì những cái khóa học tiếp theo, những cái khóa đào tạo tiếp theo, thì người ta, những cái đợt tuyển sinh tiếp theo, người ta sẽ xem những cái buổi ghi hình. Đấy, rồi còn quy trình ghi chép khóa học thì nó sẽ diễn ra như thế nào. Thế thì bán là 23.000 khóa học. Thì để mà kích hoạt khóa học thì là sẽ diễn ra trong vào 72 giờ sau khi mua cái khóa học đó. Thì đấy là chúng là học trên những cái dựa trên những cái khóa học mà cũ ấy, tức là 2.000 người đầu ấy là người ta sẽ học trực tiếp, còn 23.000 người sau ấy là họ sẽ học những cái buổi ghi hình. Thế thì
10 nghìn người thì họ sẽ có quyền là mua cái NFT token của chúng ta, 10.000 người đồng. Thế thì chuyển đổi NFT thành token, security token, token chứng khoán, khoáng STO. Đấy thì NFT sẽ được chuyển đổi thành STO. Thế thì có bao nhiêu NFT thì người ta sẽ chuyển đổi thành bấy nhiêu STO. Thì những cái NFT này họ cũng có thể sử dụng để mà triển khai cái đảm bảo kỹ thuật khấu của mình. Tôi thì tôi cho rằng đây là một cái bước vô cùng quan trọng để mà đưa công ty của chúng ta, cộng đồng của chúng ta tiến tới thành công. Còn cho tôi cái slide tiếp theo. Đây là những cái phần thưởng, những cái phần hoa hồng mà các bạn có thể nhận được để các bạn nghiên cứu những cái tài liệu này để mà có thể vạch ra được cho mình cái chiến lược kinh doanh. Trong giai đoạn 1 thì chúng ta sẽ bán 2.000 khóa học với giá là $440. Đấy là khóa học live, khóa học trực tuyến, trực tiếp. Đấy thì là tùy chọn mua NFT trong tương lai trên dựa trên WoWCrew hoặc là dựa trên cái khối lượng crypto unit mà các bạn có. Thì được giảm 50% cho NFT. Thế thì ngoài ra chúng ta bán cái tài liệu nghiên cứu của chúng ta với giá là $100. Đấy thì ngoài ra thì có cái loại 2 là $330, là cái khóa học mà đã ghi hình đấy, khóa học ghi hình, và bán tổng cộng là 23.000 cái khóa học như thế. Thế thì doanh thu của chúng ta sẽ đạt là khoảng $5.290.000. Thế thì trong cái trường hợp đầu tiên thì 2.000 người đồng ấy, thì là nó sẽ là thuộc loại 1, còn 23.000 là thuộc loại 2. Vâng, tiếp theo, $440 là cho 2.000 người đồng như tôi vừa nói. Và bắt đầu học 8 ngày kể từ sau khi mà bán hết 2.000 khóa học đấy. Nên là về cái thông tin về những cái khóa học này thì tất cả những ai mà sở hữu khóa học thì sẽ nhận được ở trên cái tài khoản của mình. Và cái giá của 23.000 khóa học sau 13.000 khóa học ghi hình thì sẽ là $230. Thế thì ví dụ chẳng hạn như tôi mua bất kể một cái khóa học nào, hoặc là tôi mua cái bách khóa toàn thư, thế thì trong vòng 27 tiếng, 27 giờ, trong vòng 3 ngày đấy, là tôi sẽ có cái quyền truy cập vào cái NDE, vào cái nền tảng học tập của chúng ta. Và các bạn cần phải biết là cái tài liệu của chúng ta là không được ghi chép, không được chuyển đổi cho ai. Đấy thì nó được cập nhật thường xuyên vì mục đích là bảo mật và cũng là mục đích là bảo đảm cái quyền lợi của các bạn. Về chiến lược cho danh mục đầu tư toàn cầu của chúng ta thì sẽ như thế nào? Thế thì sắp tới thôi, thì trên cái không gian làm việc cá nhân của các bạn trên mạng ấy, trong cái account, trong cái tài khoản của các bạn thì các bạn sẽ thấy được những cái thông tin như thế này. Thế thì chúng tôi có chia ra làm 4 giai đoạn khác nhau. Cái dự án này của chúng ta sẽ gồm 4 giai đoạn. Thế thì các bạn cũng sẽ thấy được là cái giá trị của danh mục đầu tư toàn cầu của chúng ta là nó sẽ là bao nhiêu vào từng mỗi giai đoạn. Các bạn có thể thấy rằng là ở mỗi giai đoạn thì nó sẽ lớn lên như thế nào, nó sẽ lớn nhanh như thế nào. Đấy thì ví dụ chẳng hạn như giai đoạn 2 là gần 5,5 triệu đô. Rồi chúng ta vẫn tiếp tục là bán cái khóa học, rồi chúng ta vẫn bán tiếp cả những cái tài liệu học tập của chúng ta. Thì đến giai đoạn 4 là tổng cái giá trị danh mục đầu tư toàn cầu của chúng ta sẽ đạt là $176 triệu.
Thế thì những cái này thì nó sẽ là có lợi không chỉ cho chúng ta, không chỉ cho người bán mà đương nhiên cả cho những người mua, bởi vì người ta cũng sẽ nhận được NFT. Và nhiều người thì người ta cũng hỏi tôi là về những cái giấy phép hạng A, rồi hạng B, hạng C, vân vân. Rồi chúng tôi cũng đã tổ chức những cái khóa học cho những cái nhân viên bán hàng kỹ thuật số, những cái ngành nghề mới mà tôi có nói trước đây đấy. Thế thì khi mà chúng ta có cái đảm bảo kỹ thuật số thì đương nhiên là những cái giấy phép thì nó cũng sẽ được mọi người ưa chuộng, tức là khi mà chúng ta đã đưa ra được những cái đảm bảo kỹ thuật số thì mọi người sẽ có nhu cầu nhận những cái giấy phép đó và mọi người cần phải mua. Và cuối cùng thì tôi xin gửi lời cảm ơn tới tất cả các bạn vì đã quan tâm lắng nghe tôi và cho tôi xin cái slide cuối cùng của tôi. Hy vọng rằng là chúng ta sẽ gặp lại nhau trong thời gian tới, trong khuôn khổ những cái buổi webinar mà tôi sẽ nói kỹ hơn về những cái sản phẩm của chúng ta. Và bây giờ thì tôi sẽ muốn chuyển mic cho một người bạn của tôi, một người đồng nghiệp của tôi. Nó không, cái chủ đề không liên quan đến học tập đâu, nhưng mà cái sản phẩm này nó sẽ dành cho tất cả chúng ta và tất cả chúng ta sẽ cần đến cái sản phẩm này. Vâng, xin mời anh Aiden. Vâng, xin cảm ơn anh Emmanuel. Cảm ơn anh vì cái lời giới thiệu dành cho tôi. Tôi rất vui được chứng kiến cái sự tiến hóa, sự phát triển của NDE, của những cái sản phẩm mới trong khuôn khổ cái dự án NDE này. Vâng, tôi thì cũng muốn được các bạn phản hồi xem các bạn nhìn thấy tôi có rõ không, nghe có rõ không. Cho tôi xin những icon, những cái trạng thái, những cái phản ánh của các bạn xem là tôi hiện giờ như thế nào. Vâng, chắc là các bạn thì cũng đã biết về tôi rất nhiều rồi. Tôi cũng tham gia là MC của cái sự kiện event của chúng ta, rồi tôi cũng phát biểu nhiều lần rồi nên tôi không cần phải, tôi nghĩ rằng không cần phải tốn thời gian giới thiệu về bản thân mình nữa. Thì bây giờ chúng ta sẽ nói về những cái mà có thể là đem lại cái nguồn lợi lớn, nhiều nguồn lợi cho cái triết lý của chúng ta, cho cái hệ sinh thái của chúng ta. Vậy thì hôm nay thì chúng ta sẽ có một cái sản phẩm mà vô cùng quan trọng cho cái giai đoạn seed, tức là cái giai đoạn gieo trồng của chúng ta, gieo hạt của chúng ta. Thì cũng giống như là cái lời nói của Henry Ford, tôi luôn luôn ghi nhớ những cái lời nói đó, cái câu trích dẫn, cái câu châm ngôn của ông ấy như vậy. Nên là mỗi khi mà ông ấy mà định làm một cái gì đó, có một cái dự án nào đó, thì ông ấy luôn luôn tìm những cái người mà giỏi nhất trong cái lĩnh vực đó. Thì ông ấy nói rằng là nếu các bạn có biết cách làm hay không thì cũng không quan trọng, quan trọng là các bạn quyết tâm để làm được điều đó. Và cái nhiệm vụ của chúng ta là làm sao để mà tỏa ra cái nguồn năng lượng tích cực để mà chúng ta có thể tiến tới những cái mục tiêu chúng ta đề ra. Bây giờ thì chúng ta là không chỉ là nên là sử dụng cái nguồn năng lượng, chúng ta không chỉ sử dụng cái tài nguyên của thế giới mà chúng ta cần phải tạo ra cái tài nguyên cho thế giới, tạo ra cái nguồn năng lượng cho thế giới. Ví dụ như là chẳng hạn như ở nước Úc của chúng tôi thì là cái việc mà thiếu hụt điện năng là một cái vấn đề rất lớn. Tôi nghĩ là ở nhiều nước là cũng có cái vấn đề đó. Và nói đôi chút về lịch sử. Vâng, thì các bạn cũng có thể là sử dụng cái mã QR này để mà các bạn đọc cái bài báo mà đã được đăng ở Australia cách đây không lâu. Thì đấy là một cái bài báo về việc sử dụng và lưu trữ, lưu giữ cái nguồn năng lượng. Đấy thì chúng ta sử dụng những cái nguồn năng lượng mà vô cùng lớn
về cái sức mạnh, về cái công năng, công suất của nó, nhưng mà nó thì vô cùng nhỏ về cái khối lượng mà lưu giữ thôi. Đấy thì các bạn cứ đọc cái bài báo này, chắc hẳn là các bạn sẽ hiểu hơn. Đấy thì tôi sẽ cố gắng là tôi nói một cách dễ hiểu nhất cho các bạn. Làm sao mà cái nguồn năng lượng này người ta có thể sử dụng được trong cái từng gia đình. Đấy thì điểm độc đáo của APU là gì? Thì các bạn thử tưởng tượng là trong mỗi gia đình là có một cái nhà máy phát điện riêng, một cái nhà máy phát điện nho nhỏ. Đấy, và các bạn không còn phụ thuộc vào cái nguồn điện tập trung, cái nguồn điện điện lưới lưới quốc gia nữa. Các bạn có tự có một cái nguồn điện riêng của mình. Đấy thì ai mà muốn có một cái nhà máy điện nho nhỏ với cái công năng vô cùng lớn, công suất vô cùng lớn, nhưng mà với kích thước chỉ bằng hai cái túi xách trong nhà, thì các bạn lại cho tôi xin dấu cộng. Đấy thì các bạn tự tưởng tượng là chúng ta là có một cái nhà máy điện mini như thế, có thể là cầm tay được, đem đi đem lại được, nhưng mà vô cùng an toàn, đúng không? Đấy thì ai mà muốn có một cái nhà máy điện mà vô cùng an toàn, mà có thể đem đi đem lại như thế, có thể di động như thế, thì và không sợ rằng là bị cháy nổ hay là gì, thì các bạn cũng cho tôi xin phản hồi. Vậy thì ngoài ra thì là cái nhà máy điện mini đó nó sẽ tỏa ra một cái nguồn nhiệt ra ít, tức là nó tỏa nhiệt là ra ít, nhưng mà nó vô cùng thân thiện với môi trường. Tức là sao? Nói cách khác là giảm trọng lượng và kích thước. Đấy, rồi phát thải nhiệt tối thiểu, đấy là những cái vô cùng quan trọng. Đấy thì tất cả những cái gì mà nó những cái công năng của nó thì vô cùng cao, kích thước thì vô cùng nhỏ. Đấy, vật liệu của sản xuất thân thiện với môi trường. Đấy, thì di động, rồi tuổi thọ của nó thì lại vô cùng lớn. Tôi thấy rằng là hiện giờ là cái giá điện là nó rất là cao ở nhiều nước, ở Australia cũng như vậy, và tôi nghĩ ở các nước các bạn cũng thể giá điện thì càng ngày càng tăng. Đấy thì các bạn cứ tưởng tượng xem vật liệu sản xuất thì thân thiện với môi trường thì nó cũng vô cùng tốt như thế nào, vô cùng quan trọng như thế nào. Và nếu mà các bạn mà muốn có thêm thu nhập từ điều đó, có thể là kiếm thêm từ cái việc mà bán cái năng lượng dư thừa, thì các bạn cũng có thể bán được, đúng không? Các bạn có thể là sử dụng cái nhà máy điện nho nhỏ, nhà máy điện mini này của bạn để mà không chỉ là đảm bảo cái nguồn năng lượng cho ngôi nhà của bạn, mà cho cả một cái tòa chung cư chẳng hạn. Các bạn có thể là mua vài cái nhà máy điện nhỏ như thế này rồi kết nối chung với nhau và tạo ra một cái hệ thống điện cá nhân dành cho cả một cái tòa thành trì, cho cả một cái cung điện, cho cả một cái tòa nhà cao tầng. Đấy thì ngoài ra thì tuổi thọ của những cái nhà máy điện mini này thì nó cũng vô cùng là tốt, nó sẽ làm việc rất là bền bỉ. Đấy thì nói gì thì nói, suy cho cùng thì cái nguồn năng lượng mà bây giờ chúng ta đang sử dụng thì nó là nguồn năng lượng bẩn, bởi vì nó có làm hại tới môi trường. Thế nhưng mà cái nguồn năng lượng mà theo cái công nghệ mới này của chúng ta thì nó vô cùng bền bỉ và nó vô cùng sạch. Nó có tuổi thọ là không chỉ 5 hay 10 năm, 15 năm mà còn có thể lâu hơn thế. Và tôi nghĩ rằng là nếu mà có một cái tương lai như vậy thì ai cũng sẽ sử dụng cái nguồn năng lượng như vậy thôi. Nói về góc độ thị trường thì là sao? Vừa rồi chúng ta đã nói về góc độ là người dùng. Thế còn về thị trường, về việc bán hàng thì sẽ như thế nào? Thì chúng ta sẽ có những cái đặc quyền về bán hàng, phân phối cái sản phẩm này, vừa là ở góc độ là tiêu dùng gia đình, vừa là ở khía cạnh là phân phối toàn cầu. Đấy thì từ công suất từ 2 kW trở lên,
có thể là các nhà các bạn cái căn hộ hay là cái nhà của các bạn nó không phải là quá lớn. Ví dụ như là ở New Zealand hay Australia thì những căn nhà hay là những căn hộ nó cũng nho nhỏ thôi, thì cũng không cần phải là có một cái nhà máy điện là với công suất là quá lớn. Thế thì chúng ta có thể là cùng một lúc là ngoài sử dụng cho một căn nhà, cho căn hộ, cho hộ gia đình, thì chúng ta cũng có thể là lắp đặt cho máy móc, cho xe cộ. Đấy thì cái nhà máy điện với công suất là 2 kW thì nó chỉ dành cho những cái mục đích nhỏ nhỏ như thế thôi, nhưng mà chúng ta cũng sẽ có những cái hộp tạo ra điện với công suất là lớn hơn, những cái APU với công suất là 10 kW, rồi có thể là dùng vào những cái mùa lạnh chẳng hạn, mùa đông để mà sưởi ấm, thì cũng thì đương nhiên là cần phải có công suất lớn hơn. Và nếu mà chúng ta mà sử dụng một cái hệ thống như thế này thì và dùng cho với cái công suất lớn hơn nữa, là chẳng hạn như là cho một cái nhà máy sản xuất, chẳng hạn sản xuất xe hơi chẳng hạn, hoặc là sản xuất xe điện chẳng hạn. Chắc hẳn là các bạn có biết đến cái thương hiệu xe điện vô cùng nổi tiếng bắt đầu từ chữ T của một cái vị chủ tịch có tên bắt đầu từ chữ E. Đấy thì chắc chắn là xe điện của anh ta là sẽ sử dụng được những cái nhà máy điện nhỏ nhỏ mini này, những cái APU này để mà chạy. Thế thì chúng ta sẽ tiết kiệm được vô cùng nhiều từ cái việc tiết kiệm năng lượng. Chúng ta có một cái nguồn năng lượng sạch, năng lượng rẻ tiền và năng lượng dồi dào. Thế thì những đối tác mà hợp tác với chúng ta thì cũng có được rất nhiều nguồn lợi từ đó. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể sử dụng trong cái lĩnh vực như là khai khoáng và nông nghiệp. Khai khoáng thì chúng ta khai thác thì cũng cần rất nhiều năng lượng. Nông nghiệp cũng thế. Thế thì năm cái lĩnh vực mà tôi có đề cập trên cái slide này, đây chỉ là những cái ví dụ rất là nho nhỏ thôi. Chứ còn có thể là sử dụng trong các lĩnh vực khác nữa, ví dụ chẳng hạn như là trong lĩnh vực máy bay hàng không. Đấy, như là anh Henry Ford, ông ấy đã nói cái câu là không quan trọng là các bạn là có đủ sức, có dư sức để thực hiện cái việc này hay việc kia không, quan trọng là bạn đã bước trên con đường đó thì chắc chắn là các bạn sẽ tới đích. Đấy, thì tôi hy vọng rằng các bạn cũng có một cái hình dung thêm nho nhỏ về cái tương lai sử dụng điện năng của chúng ta. Và cho tôi xin cái slide tiếp theo. Ừ, Vâng, bây giờ chúng ta nói nói về về những cái các bên cạnh tranh. đơn vị cạnh tranh với chúng ta, đúng không? Các bạn coi đấy, thì ở đây là có những cái thông số kỹ thuật nói chung thôi. Thì tôi biết là trong số những người nghe của cái buổi webinar ngày hôm nay thì có những người là có chuyên ngành về kỹ thuật, nên là họ đọc những cái này họ sẽ rất thích, họ sẽ hiểu ngay. Và như là ở nước Úc của tôi thì có rất nhiều người là người ta học chuyên ngành kỹ thuật. Ở nước Úc là có rất nhiều kỹ sư. Và tôi thì tôi muốn nói qua cho các bạn hiểu qua thôi. Ví dụ chẳng hạn như là những cái đối thủ cạnh tranh của chúng ta. Ví dụ như chẳng hạn như là có 5 kW, cái màu cam kia kìa. Đấy là cái xếp hạng công suất tối đa đấy. Thì nó cũng chỉ có đảm bảo cái điện năng là 10 năm thôi. Rồi công suất mất cái
cái khối lượng tài nguyên điện mà mất đi là tới 30%. Rồi vân vân, các thông số khác các bạn có thể thấy, các bạn có thể đọc được. Ví dụ như hàng ngày với khoảng lỗ trên lên tới 30%. Rồi nếu mà về nhiệt độ hoạt động thì lên đến 45 độ C vân vân. Rồi giá thành thì chưa nói. Thế còn nói về đến cái EPU của chúng ta thì là thế nào? Thì nó cũng chỉ có nặng khoảng 10 cân thôi, chứ không phải là hơn 100 cân đâu. Rồi công suất của chúng ta thì nó đạt tới 10 kW. Rồi liên tục với mức lỗ là 0%, tức là chúng ta gần như không bị hao tốn cái điện năng, chúng ta không bị mất đi đâu cả. Rồi oxy hóa khử đặc biệt, rồi môi trường xung quanh, sinh thái, nhiệt đới thì đại khái là nó không làm nóng. Rồi đảm bảo công năng sử dụng trong 15 năm. Đấy. Thế thì với cái trường hợp đầu tiên của đối thủ cạnh tranh của chúng ta là cái điện thông thường giờ okay, với giá là 15.000 đô mà cần phải có hai cái bộ phát điện như thế. Đấy, thế thì trong trường hợp của chúng ta theo các bạn là cái giá nó sẽ là bao nhiêu? Thế có người thì người ta nói là chắc là 5.000 thôi, người người ta nói 10.000. Thế thì nói chung là cái con số của chúng ta thì tôi sẽ hé lộ trong phần sau. Thế nhưng mà tôi đã bảo rằng đấy là một cái con số mà có thể khiến bạn sốc đấy. Về lợi ích cộng đồng thì có thể nói điều gì? Thì chắc hẳn là các bạn đã được tham khảo những cái thông tin này rồi. Vậy thì tôi cũng sẽ nhắc lại một lần nữa. Thế thì khi mà nói đến CoinSet, nếu mà nói đến sản phẩm của MLCI đúng không? Thì đấy là một cái sản phẩm dành cho tất cả mọi người. Thì đây là những cái sản phẩm mà tất cả mọi người sẽ dùng trong tương lai. Bởi vì sao? Tất cả chúng ta đều cần có điện đúng không? Trong tương lai chúng ta sẽ dùng đến. Thì các bạn sẽ dần dần là sẽ thấy rằng là trong vòng vài năm trở lại đây và trong vòng những cái năm tiếp theo thì cũng thế thôi, giá điện nó hàng năm là nó cứ tăng. Thì mất mấy năm thì điện nó cũng đã tăng mấy chục phần trăm rồi. Vậy thì trong sau 15 năm thì không biết là giá điện nó sẽ tăng như thế nào nữa. Thế thì CoinSet thì chúng ta có quyền độc quyền với thị trường giá dụng nội địa cũng như thị trường toàn cầu. Nên là chúng ta có khả năng là phát triển cái MLCI, cái doanh nghiệp MLCI của chúng ta. Và nói chung, tổng hợp lại thì đây là một cái dự án mà sẽ góp phần xây dựng một cái hành tinh xanh, một cái hành tinh sạch, tức là nó có ích cho môi trường. Khi mà chúng ta thực hiện cái dự án Skyway ấy, khi mà chúng ta tưởng tượng về tương lai, khi mà chúng ta thử nghĩ về tương lai xem là trong tương lai chúng ta sẽ sử dụng những cái phương tiện nào để đi lại, thì chúng ta luôn luôn là nghĩ là cái tương lai của chúng ta nó phải vô cùng tươi đẹp, một cái hành tinh nó sạch đẹp, đúng không? Chúng ta để lại cho con cháu chúng ta những cái điều tốt đẹp nhất. Thế thì ở cái dự án này cũng vậy, chúng ta hướng đến một cái tương lai sạch sẽ, làm sao để mà hành tinh mà chúng ta trao lại cho con cháu của chúng ta nó còn sạch hơn là cái hành tinh mà chúng ta đang được sống bây giờ. Tôi muốn là con cháu của tôi và những cái thế hệ mai sau là sẽ được có một cái môi trường sống mà nó xanh sạch đẹp hơn hiện nay. Và tôi muốn gửi một cái thông điệp tới mọi người rằng là tất cả đều nằm trong tay chúng ta và phụ thuộc vào chúng ta. Thế thì cái đội ngũ kỹ sư họ rất là có chuyên môn và họ nắm được cái công nghệ này. Thì họ có kiến thức, họ có chuyên môn, nhưng mà họ lại không có tiền.
họ không có cộng đồng, thế nhưng mà chúng ta lại có cộng đồng, chúng ta có thể thu hút đầu tư cho họ để mà triển khai cái dự án này. Tôi vẫn nhớ là có những cái thời kỳ mà chúng ta tổ chức các cuộc họp với sự tham gia của vài nghìn người, và chúng tôi có đưa ra những cái giải pháp cho tương lai và ai cũng rất là quan tâm. Và cuối cùng lợi ích cộng đồng nữa là gì? Là 1% cổ phiếu được phân phối cho danh mục đầu tư toàn cầu, cho mỗi 10 triệu đô la được huy động và tối đa 10%. Thế thì các bạn thử tính xem là bao nhiêu tiền là nó sẽ đi vào cái danh mục đầu tư toàn cầu của chúng ta. Chúng ta chỉ cần trích một cái phần nhỏ thôi từ đây là cũng đã rất được nhiều rồi. Như Emmanuel Baroni nói rằng là 50%, đúng không? Hình như nếu tôi không nhầm là 50% là nó sẽ được chuyển về cái danh mục đầu tư toàn cầu của chúng ta. Thì đã là một con số vô cùng khủng khiếp rồi. Và ở đây nữa, chúng ta cũng trích ra một cái phần trăm nhỏ nhỏ để mà mở rộng cái danh mục đầu tư toàn cầu của chúng ta. Cho tôi xin slide tiếp theo. Để tôi tổng kết lại một chút cho các bạn xem cái lộ trình của chúng ta nó sẽ như thế nào nhé. Chúng ta sẽ hiểu được là trước mắt chúng ta có một chặng đường khá là dài. Ở đây những gì các bạn thấy là một cái sơ đồ ước tính thôi. Tất nhiên là chúng ta sẽ có những cái điều chỉnh phù hợp nữa. Chúng ta có rất là nhiều người muốn cùng tham gia, có được cái thiết bị này để có thể giảm được những cái chi phí của họ. Thế thì các bạn có thể biết là cái thị trường carbon ấy, thì nó cũng là một cái cơ hội để trở thành, để chúng ta cùng tham gia vào cái thị trường đó để chúng ta giảm được cái khí thải carbon ra môi trường. Thế thì năm nay thì có một điều rất là quan trọng mà chúng ta sẽ phải có được cái chứng chỉ xác nhận là chúng ta làm cho cái loại 2 và 10 kW. Thế dần dần thì chúng ta sẽ có được những cái đơn hàng 50 kW nữa. Và bây giờ chúng ta đang nói đến những cái mức tiêu thụ năng lượng khá là lớn đấy nhé. Có thể là những chiếc xe tải hạng nặng hoặc là những cái thiết bị khác cần nhiều năng lượng nữa cơ. Thế thì chúng ta có nhiều năng lượng đang cần phải, chúng ta đang cần tiêu thụ năng lượng bằng cách là đốt, dùng khí đốt như kiểu là xăng dầu, đúng không? Thì những cái đó thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến khí hậu của trái đất, ảnh hưởng đến môi trường. Còn đây là cái công nghệ xanh, hoàn toàn xanh. Và chúng ta đang nói đến cái quý 2 thì chúng ta sẽ cố gắng làm tất cả mọi việc để có thể đảm bảo được thành công cho cái dự án này. Trong quý 3 thì chúng ta sẽ có cái thiết bị rotor và sẽ triển khai. Để chúng ta sẽ xin cấp phép, xin cấp chứng chỉ ISO. Và tiếp theo thì là chúng ta triển khai cái mẫu. Trước đấy chúng ta mới là giai đoạn thử nghiệm thôi, nghiên cứu thôi. Chúng ta có một cái mẫu rồi, không có mẫu thì chúng ta sẽ khó mà làm xin được chứng chỉ cấp phép mà. Sau đó chúng ta có cơ hội để chúng ta biết là nó hoạt động, khi mà có mẫu thử rồi chúng ta biết là nó hoạt động như thế nào, hiệu quả hay không. Có thể nhìn thấy người thật việc thật luôn đấy. Thế thì đến một thời điểm nào đấy thì tất nhiên là chúng ta sẽ có cái hình mẫu mà hoạt động được luôn. Trước nay thì chúng ta chưa thể đi giới thiệu cho từng người được, đúng không? Thế thì bây giờ chúng ta sẽ thuyết phục ở đây. Chúng ta có cái mẫu này có thể là giúp các bạn giảm được cái tiêu thụ điện của các bạn. Thế nhưng các bạn thử hình dung khi mà các bạn có mẫu rồi, trong tay rồi, thì các bạn cho người ta thấy luôn là thực tế đó như thế nào, tiêu thụ điện như thế nào, thì họ sẽ được thuyết phục luôn, bởi vì là nhìn thấy thật luôn mà. Sau đó sẽ mua cái thiết mẫu thử bán lẻ. Thì những ai mà hiểu được cái giải pháp này trên những cái nhà máy lớn thì họ sẽ muốn mua luôn trong một danh sách shortlist để có thể những người mua đầu tiên, đặt hàng đầu tiên. Nhất là khi mà chúng ta nói về cái thiết bị là 50 kW, tức là ở đây chúng ta đang nói về kinh doanh mà. B2B tức là bán hàng doanh nghiệp với doanh nghiệp luôn đấy. Năm thứ hai, lộ trình là năm thứ hai nhé. Chúng ta là năm là thú vị nhất mà chúng ta sẽ tập trung vào việc mở rộng cái thị trường của chúng ta. Tất cả cái năng lượng sẽ tập trung vào để bành trướng cái thị trường. Và câu hỏi đầu tiên là mọi người sẽ hỏi chúng ta là khi nào thì tôi có thể mua được cái thiết bị như thế?
thiết bị phát năng lượng như thế thì tất nhiên là câu trả lời quá là đơn giản thôi. Nhưng mà thực ra thì nó cũng không dễ dàng mà trả lời câu hỏi đơn giản như vậy. Thế thì chúng ta càng có nhiều cái đơn hàng đăng ký năm những tháng đầu tiếp theo ấy, thì là chúng ta sẽ càng có thể nhanh chóng trải qua được những cái con bước trong lộ trình đề ra của chúng ta. Các bạn thử nhìn và xem. Phân bổ, tức là quảng bá, thì có lẽ sẽ bắt đầu từ quý 3 năm 2024 nếu mà chúng ta thành công trong những cái mốc trước đấy. Đấy, tôi có thể nói là tại sao chúng ta không thể đạt được cái mốc đấy nhanh hơn, tất cả đều phụ thuộc của chúng ta thôi. Thì tôi chỉ nói lại một lần nữa là tất cả những cái đấy tùy theo việc của chúng ta. Chúng ta cũng chưa đưa ra những cái kế hoạch cụ thể cho năm thứ 3 đâu, bởi vì hiện nay dự án này thì cũng vẫn đang ở giai đoạn seed, tức là giai đoạn gieo mầm. Thế nhưng mà tôi với anh Ian ở Úc ấy, thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng để cho các bạn, thông báo cho các bạn tình hình mới nhất để các bạn nắm được tình hình. Tất nhiên thì sẽ luôn luôn có những cái thông tin mật mà không thể là chia sẻ cho tất cả mọi người được ngay. Thế thì chúng tôi sẽ lúc đấy sẽ không thể chia sẻ được những thông tin mật. Thế nhưng tôi tin chắc rằng dự án này là dự án sẽ thay đổi tất cả mọi thứ trong cuộc chơi. Và tôi nghĩ là về mặt thời gian thì chúng ta cũng có thể hé lộ được nhiều thông tin hơn nữa. Chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn là thông tin nào thì có thể chia sẻ ra ngoài, thông tin nào thì phải giữ bí mật, chỉ được nắm, không được đưa lên Facebook, mà cái nào được đưa lên. Đấy, thì xin cho tôi xin slide tiếp theo. Vậy thì để tôi giới thiệu với các bạn một câu chuyện nho nhỏ như thế này. Khi mà chúng tôi muốn đưa dự án này cho vào CoinSet thì mọi người sẽ đặt câu hỏi, thường sẽ đặt câu hỏi này là cái lợi ích này sẽ mang lại được cái này, cái mang lợi ích gì cho danh mục đầu tư toàn cầu của chúng ta và mang lại những lợi ích gì cho cộng đồng. Bao giờ sẽ có hai câu hỏi như thế. Và do chúng ta đang nói về một trong những dự án đầu tiên, mà tôi nghĩ là sẽ còn nhiều dự án nữa trong khu vực châu Á Thái Bình Dương, khu vực châu Đại Dương đấy, thì tôi nghĩ là chúng tôi sẽ không làm cho các bạn thất vọng đâu. Thì chúng tôi cũng rất là muốn là dự án này sẽ phản ánh được cái văn hóa của vùng châu Đại Dương của chúng tôi và có thể tích hợp lại vào với cái văn hóa của chúng ta. Khi mà tôi nói về châu Đại Dương thì tôi không chỉ nói và Polynesia, Manusia, các thứ, cả New Papua New Guinea, tất cả những cái đảo đấy ở khu vực châu Á Thái Bình Dương, vân vân, ở Úc. Đấy, thì trong cái tín ngưỡng của những cái danh của cái đảo đấy thì chúng ta có cái khái niệm là mana, tức là cái năng lượng sâu ở trong chúng ta, trong lòng chúng ta, để giúp chúng ta củng cố cái tinh thần của mình. Thế thì mọi người cũng cho rằng là nó giúp đỡ chúng ta để làm phát triển những cái bộ lạc, và những cái bộ lạc mà đã từng có cái ảnh hưởng lớn hơn thì được coi là họ có nhiều cái mana hơn. Thì chúng tôi cũng đã nghĩ là hay là chúng ta sẽ, cái này sẽ kết hợp rất là tốt với cái văn hóa của chúng ta. Tại sao chúng ta lại không đưa cái khái niệm đấy vào trong hệ sinh thái của chúng ta, và tôi đã gọi nó là mana. Vậy thì mana là gì? Chúng ta không thể chỉ đơn giản là phân phát vứt tất cả các khoản bonus tặng bừa vừa được, đúng không ạ? Chúng ta sẽ không phải sẽ lặp lại những sai lầm trong quá khứ như thế được nữa. Chúng tôi cũng muốn đưa ra cho cộng đồng một cái thứ gì đó mà cũng không phải là quá phổ biến nhưng mà lại hữu ích, để cho có thể mang lại cái lợi ích cho cả cộng đồng lẫn cho danh mục đầu tư. Vậy thì mana thì không phải là một cái công cụ phi tiền, không phải là tài chính nhé, chúng ta giải quyết vấn đề này luôn. Tuy nhiên, những người mà tham gia vào dự án của chúng ta mà có thể đóng góp và một phần vào thời gian của mình, vào hay là những cái tài nguyên của họ và trong việc phát triển cái dự án này, thì họ sẽ có thể nhận được những cái điểm mana, và công ty sẽ tặng cho họ những cái món quà. Món quà thì sẽ có hình thức là cổ phiếu của công ty, cổ phiếu tương lai đấy. Vậy thì khi mà chúng ta thực hiện một cái hành động gì đấy
mà giúp đỡ để quảng bá cho dự án. Thực hiện dự án thì chúng ta sẽ tích được những cái điểm mana này. Và khi mà chúng ta tích được 200.000 mana thì chúng ta sẽ có được 200 cái cổ phiếu tặng, quà tặng. Và chúng ta sẽ có thể được giảm giá 10% để chúng ta mua giá hạng B. Thế thì cái phần đấy chỉ có những ai mà tham gia vào dự án APU thôi. Khi mà chúng ta có được 500.000 điểm mana thì chúng ta sẽ có được 300 cái cổ phiếu quà tặng IPO và sẽ được giảm giá 15% khi chúng ta mua cái cổ phiếu hạng B. Đấy thì chúng ta cũng biết là sẽ có được cái con số bí mật đấy rất là tuyệt vời, thì chúng ta cũng muốn mang lại con số này, nó sẽ là 1 triệu crew hay 1 crew gì đấy, thì tôi cũng muốn lần hàng triệu thì nó sẽ có cái con số thật là ý nghĩa như vậy. Thế cho nên là khi các bạn thấy là các bạn nhận được 1 triệu cái gì đấy thì có lẽ là các bạn đang đi đúng hướng rồi. Thế những người mà có được 1 triệu mana thì sẽ có được cái 500 cổ phiếu quà tặng EPU như là một cái dấu hiệu của sự biết ơn đối với các bạn và những gì mà các bạn đã làm được. Và các bạn sẽ được giảm giá 20% là mức giảm giá lớn nhất đấy trong số để chúng ta có thể mua trước tiền IPO. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ được tặng, được nhận lời mời để tham gia cái APU của chúng ta. Thế thì tôi nghĩ là đây là một cái phần thưởng rất là tuyệt vời đấy. Thì tôi nghĩ là tôi rất là muốn có được phản ứng của mọi người. Thì chúng ta chuyển sang slide tiếp theo. Thế điều kiện để chúng ta có tích lũy mana thì là gì? Nếu như chúng ta mua một cái acqui 2 kW chúng ta sẽ có được 300.000. Thì chúng ta mua giảm giá thì chúng ta sẽ mua là 250.000. Chúng ta nhìn thấy cái bảng trên này đây, số điểm mana. Và chúng ta sẽ được thuộc là nhóm 1 đấy, nhóm cấp độ 1 luôn. Ví dụ nếu như mà chúng ta mua một cái thiết bị 10.000 kW thì chúng ta sẽ nhận được ngay 400.000 nếu chúng ta mua trực tiếp. Và nếu chúng ta mua trả góp thì chúng ta sẽ được 350. Đấy thì cái phần marketing đây thì chúng ta sẽ xem là cái thu nhập thụ động của chúng ta mà chúng ta có thể kiếm được tiền nhờ có việc là chúng ta chia sẻ cái ý tưởng này, cái chia sẻ về dự án này với mạng lưới của mình. Chúng ta cho phép họ kiếm được cái năng lượng ở trong tay mình, chúng ta có được cái nguồn năng lượng tốt như thế. Và đây chúng ta có thể tích lũy mana đến tận cấp 5 luôn. Thì tôi nghĩ là đấy là một cái thưởng cũng khá là tốt đấy chứ nhỉ. Tôi xin slide tiếp theo. Đây chúng ta có những gói gì? Khi các bạn nhớ là tôi đã nói là các bạn nghĩ là cái giá này có thể có giá bao nhiêu, thì tôi đã lấy ra những cái con số mọi người cứ đưa ra là 20.000 hay là bao nhiêu đấy. Một số người nói là 10.000 và chỉ có đúng một người nói là khoảng độ 5.000, là cái thiết bị này chỉ có giá có 5.000 thôi. Thế thì đây, cho các bạn đây là sự thật đây. Chúng ta biết rằng là trong quá khứ chúng ta có những cái vấn đề về việc phân phối, về việc vận chuyển, thì chúng ta sẽ không phạm phải những sai lầm này nữa. Tôi cũng nói luôn là giá mà chúng ta ghi ở đây là không bao gồm giá vận chuyển các bạn nhé. Và giá, thế cho nên là chúng ta chỉ nói là giá gốc thôi, giá gốc, giá nguyên bản thôi, không tính vận chuyển. Đấy, nó là loại light hay là loại gì thì cũng thế thôi, là giá gốc thôi. Có người nói năm, có anh Tôm nói với tôi là 5.000 thì đấy là có cái giá cũng xem tầm tầm đấy. Thưa các bạn, thì là nếu như mà các bạn đã có unit rồi thì tôi có thể nói luôn với các bạn là nếu như các bạn mua trực tiếp, mua hết luôn đấy, trả hết luôn đấy, thế thì cái thiết bị đấy thì sẽ được cung cấp cho các bạn, gửi đến các bạn đầu tiên, bởi vì chúng ta sẽ phải có xếp hàng mà, xếp hàng để vận chuyển, xếp hàng để giao hàng, không phải là so với những người mà mua trả góp thì phải chờ sau, một người nào mua trả hết 100% luôn thì sẽ được nhận trước. Cũng có người hỏi là nó sẽ cung cấp gửi hàng đi từ đâu. Thì bây giờ tôi không thể nói với anh Joe ngay được, trả lời anh Joe ngay bây giờ được đâu, bởi vì là tôi không thể tiết lộ cái thông tin mật này
cho các bạn, bởi vì đấy là cái bí mật là cái về cái địa điểm chúng ta sẽ sản xuất. Đấy, bây giờ chúng ta đang nói về cái gói số 1 và gói thưởng đấy, chúng ta sẽ phải tìm cái sự cân bằng giữa cái lợi ích giữa mọi người và cũng như là cái công ty sản xuất, những người mà đã chờ đón chúng ta, nhờ chúng ta để quảng bá giúp cái sản phẩm này. Nếu mà chúng ta nói về việc mua trả góp thì có thể kéo dài đến 12 tháng, thì chúng ta cần phải hiểu là những người này họ sẽ nhận được cái mà hàng họ đặt, nhưng mà sau khi mà họ đã trả đủ đấy thì chúng ta cũng phải cho thấy sự biết ơn với những người, sự trân trọng đối với những người mà trả hết 100% luôn. Vậy thì chúng ta sẽ có khoảng độ 6 giai đoạn. Đây là điều rất quan trọng này nhá. 6 giai đoạn tất cả. Và trong lúc hiện nay thì chúng ta cũng nói là cái chương trình này cũng chưa chấm dứt ở cái giai đoạn 6 đâu. Đấy mới là sơ bộ thôi. Con số mà chúng tôi ước tính sơ bộ có thể là sẽ có thể thay đổi. Chúng ta có thể dự án một số cái sự thay đổi khác. Đến hiện nay thì tôi không nói xa quá đâu, bởi vì để tôi để cho nó chuẩn đã thì đội ngũ kỹ sư họ có thể đưa ra chúng ta cái nhóm hàng đầu tiên theo cái giá khá là ổn, khá là lợi, có lợi cho chúng ta. Chúng ta có 6 giai đoạn nên tôi chưa thể nói cho các bạn ngay là giai đoạn 2, 3, 4, 5 thì có trả góp được hay không. Đấy, nhưng tôi có thể nói là giai đoạn đầu tiên chắc chắn sẽ có trả góp, thế còn những giai đoạn sau chưa nói được. Thì cái đấy tùy thuộc vào tình hình, kết quả kinh doanh của cái chiến dịch này như nào đã thì mình xét sau. Và nếu như chúng ta muốn là chương trình này nó được kéo dài thì tất nhiên là chúng ta phải cố gắng là đi nhanh thì sẽ làm việc hiệu quả, thì chúng ta sẽ có được cơ hội thêm để chúng ta kiếm được nhiều mana để chúng ta thực hiện cái dự án này. Cái dự án này thì chúng ta không chỉ có cộng đồng cần của chúng ta cần đâu, hay là danh mục đầu tư của chúng ta cần đâu, dự án mà cả thế giới này đều cần đấy các bạn ạ. Tôi xin slide tiếp theo. Thế thì ở đây thì tôi muốn kêu gọi mọi người hành động để cho giao cho các bạn một cái bài tập về nhà như này. Nếu như các bạn xem xét lại cái video hôm nay thì các bạn sẽ nhìn thấy cái mã QR mà sẽ đưa cho các bạn đến cái trang, cái bài viết, cái thông tin mà chúng ta sẽ phải điền để chúng ta tham gia vào cái danh sách đặt hàng đầu. Trước khi mà chúng ta triển khai thì tôi cũng muốn các bạn làm cái điều này. Các bạn hãy tìm cái hóa đơn tiền điện gần nhất của các bạn và các bạn xem là các bạn đã phải trả tiền bao nhiêu tiền cho một tháng tiền điện, sau đó các bạn nhân cơ số đấy lên với 12 tháng để các bạn hiểu được là một năm các bạn phải trả bao nhiêu tiền điện. Đấy. Sau khi các bạn đã có cái chi phí cả một năm cho tiền điện rồi thì các bạn hãy kiểm tra lại xem các bạn nhân nó lên với 15 năm. 15. Tại sao lại là 15 năm? 15 năm đó là cái thời hạn sử dụng của cái thiết bị này. Thế nhưng mà cũng không, có khi là 15 năm nó vẫn hoạt động tốt thì sao? Đấy, chắc chắn là có thể còn, có khi còn dài nữa. Đây là thời hạn bảo hành nhé, 15 năm là thời hạn bảo hành. Thế thì chúng ta sẽ nhìn thấy là chúng ta biết là chúng ta phải trả bao nhiêu tiền điện trong vòng 15 năm trời. Và sau đó chúng ta so sánh nếu như cái số đấy mà rẻ hơn là cái giá trị của cái thiết bị phát điện. Thế thì các bạn có thể bỏ qua cái bài phát biểu của tôi. Thế nhưng nếu như cái con số này mà nó cao hơn, chi phí tiền điện của các bạn sẽ cao hơn, mà tôi tin chắc là kiểu gì cũng sẽ cao hơn rồi. Thế thì các bạn đừng bỏ lỡ cái đề xuất rất là hấp dẫn này, bởi vì đây là cái cơ hội cho các bạn để dành lại cái năng lượng của tay mình, không chỉ thay đổi cuộc đời, thay đổi mà chúng ta có thể triển khai cái MLCI, triển khai sự tiến hóa mới của nền kinh tế thế giới. Và ở đây tôi xin kết thúc cái bài phát biểu của mình, thì tôi nhường mic lại cho anh Arman. Đấy, tôi nhắc lại là năm 26 tháng 5 năm nay. Thế thì tôi là thứ sáu tuần sau đấy. Thế tôi cũng muốn có mặt trên con đường này của các bạn. Và tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn, tất cả mọi người. Cảm ơn anh Ian, cảm ơn những người tham gia dự án này, cảm ơn Annette. Và tôi xin nhường lời lại cho anh Arman Mornick. Xin cảm ơn. Alo, anh Aiden ơi, anh đừng có chuyển mic cho tôi vội. Anh cứ ở lại đây với chúng ta.
Vâng, trước tiên thì tôi muốn chúc mừng anh với cái dự án này, và anh Yên, nếu mà anh ở đây thì xin mời anh cũng tham gia cùng chúng tôi. Vâng, anh Yên hãy bật cam lên. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn tới anh Aiden và anh Yên cho đội ngũ Australia, vì những người đã dành rất nhiều tâm huyết cho cái dự án này. Vâng, cả chị Mila nữa. Tôi có một cái câu hỏi như thế này cho anh Yên. Và cái câu hỏi này như sau: hôm nay chúng ta đã nói về CoinMarketCap Place. Hôm nay chúng ta đã nói về những cái dự án mà chúng ta đã triển khai rồi. Chúng ta có rất nhiều dự án là đang được triển khai. Hiện những cái dự án đó thì không phải dự án nào cũng đem lại lợi nhuận cho chúng ta. Thì đúng là chúng ta gần như là bị mất 2 năm, bị đẩy lùi trong vòng 2 năm vì những cái sự kiện tiêu cực gần đây, vì những cái vấn đề mà chúng ta gặp phải. Nhưng mà không sao, anh Manuel Baroni thì cũng nói cho chúng ta biết cái việc mà học tập nó quan trọng như thế nào, rồi cái việc mà sử dụng cái bách khoa toàn thư nó cũng quan trọng như thế nào, có thể sở hữu trên marketplace của chúng ta. Vậy thì các bạn có thể kể thêm cho chúng tôi được biết là những gì mà các bạn nhận được trong vòng 2 năm vừa rồi, thì cứ coi như là trong vòng 6 tháng vừa rồi đi, mà các bạn triển khai, các bạn lập cái dự án này và bắt đầu triển khai dự án này, thì các bạn đã thay đổi như thế nào, các bạn đã biết được những cái điều gì mới. Còn tôi thì tôi chỉ trả lời riêng cái phần của mình thôi. Cá nhân tôi thì tôi không không thể hình dung ra được cái khối lượng mà thông tin, cái khối lượng mà kiến thức mà tôi nhận được từ anh Valentin nó lớn như thế nào. Thực sự là anh ấy là một người thầy của tôi. Đấy, rồi có thời điểm là anh Valentin là đứng đầu cái dự án của anh ấy, sau là tôi cũng đứng đầu một cái dự án, thế sau rồi cả anh Marshall cũng thế. Rồi khi mà chúng tôi làm việc với nhau thì tôi cũng học tập được từ rất nhiều người, bao gồm cả anh Valentin, bằng cách mà anh ta đưa ra quyết định. Đương nhiên là tôi không thể quá tôi không thể bốc phét được rằng là tôi luôn luôn thành công. Tôi cũng có những cái thất bại, thế nhưng mà sau mỗi lần thất bại và sau khi được tiếp xúc với những người mà những cái người hình mẫu lý tưởng như anh, như anh Adman, Nick, như chị Mila, thì quả thật là tôi cũng đã tiến bộ rất là nhiều. Rồi trong vòng 6 tháng vừa rồi, khi mà chúng tôi bắt đầu lập cái dự án mới này, thì chúng tôi cũng đã nhìn vấn đề ở một cái khía cạnh khác, biết nhìn nhận vấn đề ở nhiều khía cạnh khác nhau. Thế nhưng mà dù gặp khó khăn gì thì là chúng tôi cũng luôn luôn là giải quyết được cái khó khăn đấy, vì là chúng ta có một cái cộng đồng vô cùng vững mạnh, luôn luôn là có những chuyên gia trong lĩnh vực này, lĩnh vực kia mà có thể giúp chúng ta giải quyết được những cái vấn đề mà tưởng chừng là ra khóc búa. Thế thì cũng nhờ cái việc đó, nhờ cái đội ngũ mạnh của chúng ta mà chúng ta vẫn có thể phát triển được. Rồi doanh số của chúng ta cũng phát triển. Rồi mỗi khi mà chúng tôi thông báo về cái dự án này, chúng tôi kể về thông tin của dự án này thì có người thì ví dụ như anh Akman, anh cũng đã từng nói rằng là tôi không hiểu tại sao cái dự án này nó như thế nào. Ừ, đúng, quả thật là trước đây tôi cũng không hiểu cái dự án này nó như thế nào lắm, tôi không hiểu những con số lắm. Rồi tôi với chị Mila thì cũng có những cái lời nói là cũng tương đối là gắt đấy. Thế nhưng mà anh Aiden này, anh thì anh có thấy rằng là anh đã trưởng thành chưa? Quả thật là tôi thì tôi cũng đã thấy rằng là tôi cũng tương đối là trưởng thành rồi. Thực tế thì là chúng tôi vẫn chưa đạt được cái gì cụ thể đâu, mà chúng tôi mới chỉ lập dự án thôi. Thế nhưng mà khi mà chúng ta có cái sản phẩm hữu hình, có thể sờ được, nắm được, có thể cho mọi người xem, thì lúc đó mới là thành công. Tôi thì tôi không sợ là thức khuya dậy sớm, tôi không sợ là
bỏ thời gian công sức của mình ra, vâng, và tôi sẽ cố gắng tiến tới đích dù tôi phải bỏ mạng trên chặng đường đó. Vâng, cảm ơn anh Aiden. Vâng, chị Mila, thế chị có muốn hỏi anh Aiden điều gì không? Và đội ngũ chuyên gia của chúng ta ở Australia, có thể chị có một cái câu hỏi nào dành cho họ? Chẳng hạn như chúng ta có thể là muốn biết thêm là những cái phía đằng sau cánh gà là nó như thế nào, đúng không? Bởi vì là những cái gì mà chúng ta thấy là những cái trước mắt thôi. Vâng, cảm ơn anh Ackman vì cái lời gợi ý. Tôi thì tôi làm việc rất sát sao với anh Aiden. Và tôi thì tôi rất thích cái nguồn năng lượng anh ấy tỏa ra, cái cách mà anh ấy làm việc, cái trách nhiệm của anh ấy, rồi cách mà anh ấy lập dự án, rồi kể cả những cái slide, rồi cái bài thuyết trình này của anh ấy thì cũng là anh ấy hoàn toàn là đưa ra đấy, anh ấy làm đấy, chứ không ai làm thay anh ấy mà anh ấy đọc đâu. Thế thì quả thật là cái dự án mà của đội ngũ của Australia, của New Zealand thiết lập cái dự án này, thì đây là một cái dự án bước ngoặt của cộng đồng địa phương đấy. Chúng tôi thì trong khoảng thời gian 2 tháng gần đây thì là gần như là ngày nào là cũng phải gọi điện trao đổi với nhau. Có, chúng tôi đã có 2 tháng để mà nghiên cứu cái dự án này, để mà có thể thổi một cái luồng khí cho nó được sống. Vâng, và cũng nhờ cái lòng nhiệt huyết của anh Aiden, của anh Ian mà cái dự án này có thể triển khai được. Vâng, tôi cũng xin gửi lời cảm ơn vô cùng lớn dành cho anh Ian, cho anh Aiden, cho đội ngũ ở Australia, New Zealand. Vâng, có thể là anh Ian cũng có muốn nói với chúng ta điều gì không về những cái công sức của tập thể. Vâng, ở cách đây không lâu thì tôi có nhận được một cái cuộc điện thoại. Hồi đó thì lúc nãy thì các bạn chính xác là lúc nãy các bạn có bảo là tôi bật cam, nhưng mà lúc nãy thì tôi lại ăn mặc nó kiểu hơi xòe xòa nên là tôi chưa dám bật cam, nên tôi vừa thay bộ áo, thay sơ mi và tôi bật cam. Vâng, và tôi muốn nói tiếp là cách đây không lâu thì tôi nhận được cuộc gọi điện và có những người, những đối tác tiềm năng mà họ cũng muốn tham gia với chúng ta. Nên là tôi cũng muốn nói rằng là đây là một cái dự án vô cùng khả thi của chúng tôi. Và chúng tôi có một cái đội ngũ vô cùng mạnh, có tôi, có anh Yên và có những chuyên gia khác. Vâng, thì cái gì thì trên chặng đường của chúng ta thì cũng đều là gian nao cả. Chúng ta đều bắt đầu từ con số 0, đúng không? Ban đầu thì khó thôi. Những cái bước đầu tiên là những bước khó nhất. Thế nhưng mà sau đó khi nó vào cuồng rồi thì là nó sẽ dễ hơn. Thì chúng tôi cũng luôn luôn động viên nhau ở như thế. Anh Aiden, tôi cũng rất là ngưỡng mộ anh. Bởi vì là anh Aiden có một cái gì đó rất là đặc biệt. Về đặc biệt là góc độ tài chính là anh ấy rất là uyên thâm. Có những cái chuyên thức rất là chuyên sâu. Nên là anh ấy nhìn cái là anh ấy biết ngay là làm cái gì thì có lợi, còn cái gì là không có lợi cho cộng đồng của chúng ta. Vâng, và cái gì có thể triển khai được ở trên cái thị trường địa phương của chúng tôi, thì những cái đội ngũ mà kỹ sư ấy mà họ có thể tạo ra cái nhà máy điện mini này này, cái bộ ắc quy này này, cái thiết bị này này, họ đã đến với chúng tôi, họ tìm đến chúng tôi chứ không phải là chúng tôi tìm đến họ đâu, bởi vì họ biết rằng là chúng tôi có đủ năng lực để giúp họ triển khai cái dự án này. Họ muốn là đưa ra cái ý tưởng, cái sáng chế của mình dành cho nhân loại, dành cho mọi người, để cho mọi người có cái quyền tiếp cận với cái thành tựu khoa học, chứ không phải là bán cái chất xám của mình cho những cái tập đoàn lớn để mà hút máu người dân. Đấy, thì đây không phải là một cái sản phẩm, không phải là một cái thiết bị mà các bạn sẽ vứt xó đâu. Đây là một cái sản phẩm của tương lai, một cái sản phẩm mà sẽ dành cho tất cả mọi người. Vâng, anh Aiden thì cũng muốn bổ sung thêm vài điều. Theo tôi thì đây là một mặt thì nó cũng vừa là mang ý nghĩa rất là sâu xa, mà một mặt thì nó cũng là một cái ý nghĩa rất là cởi mở. Chúng ta thì bắt đầu từ những cái dự án chuyển đổi, những dự án startup, những cái dự án
về kỹ thuật cao. Thế xong rồi chúng ta chuyển sang những cái dự án về số hóa. Thế bây giờ thì chúng ta lại quay trở về với những cái dự án mà liên quan đến kỹ thuật. Thế thì quả thật là bây giờ chúng ta thì đã đạt được rất rất nhiều thứ rồi. Vào cái thời điểm hiện tại là chúng ta đã có một cái nền tảng pháp lý, chúng ta có một cái nền tảng tài chính, có STO Book, chúng ta có những cái chỗ dựa về tinh thần và về cơ sở hạ tầng để mà chúng ta có thể triển khai được. Vâng, xin cảm ơn các anh rất nhiều. À, vâng, anh Yên Anh định nói bổ sung thêm gì ạ? Vâng. Ở trong đội ngũ của chúng tôi có anh Peter, anh Mark rồi những người khác, thì tất cả chúng tôi thì rất là đồng lòng, đồng tâm. Tất cả chúng tôi đều thấy rằng mình vô cùng may mắn vì là một phần của cái dự án này. Chúng ta là những cái, chúng tôi được tham gia trong cái nhóm chuyên gia của dự án. Và chúng tôi cùng chung lý tưởng, thì cái đấy là vô cùng đáng quý. Quả thật là các bạn thì chúng cũng chưa được nhìn được hết cái chặng đường đâu, thì tôi mời các bạn hãy đi cái chặng đường đó cùng chúng tôi. Vâng, tôi hoàn toàn đồng tình với các bạn. Tôi cảm ơn đội ngũ Australia rất là nhiều. Tôi xin được tổng kết lại tất cả những gì mà hôm nay chúng ta đã bàn bạc với nhau. Tôi hy vọng rằng là tất cả những gì mà anh Yên nói thì các bạn cũng hiểu. Tôi muốn tổng hợp lại và tôi nói lại cái ý của anh ý cho các bạn dễ hiểu hơn, là cái đội ngũ mà đang triển khai cái dự án này này, họ đang đồng lòng và họ cũng muốn đem lại cái lợi ích cho toàn thế giới, cho toàn nhân loại, và hướng đến cái mục tiêu của chúng ta là 1 tỷ người là tham gia cái cộng đồng này, tham gia cái hệ sinh thái này. Cho dù là chúng ta mất 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa thì chúng ta vẫn đi trên cái chặng đường này, cũng không quan trọng. Và có rất nhiều người, những chuyên gia hàng đầu trên thế giới họ tìm đến chúng ta. Có rất nhiều những cái công ty tập đoàn lớn họ có kinh nghiệm làm triển khai những cái dự án lớn. Thế nhưng mà họ lại không tìm đến những cái nơi đó mà họ lại tìm đến chúng ta. Tại sao lại như vậy? Bởi vì là chúng ta có những cái đặc biệt của mình. Rồi từ cách đây hơn chục năm thì sale của chúng ta là Andre Kovratov, anh ấy đã đưa ra những cái ý tưởng về cái tương lai thế giới mới. Và bây giờ thì những cái ý tưởng của anh ấy là nó đã được triển khai một phần nào đấy. Bây giờ những cái sản phẩm của tương lai đã có mặt trên thị trường một phần nào đấy. Và bây giờ chúng ta đã thấy rằng là cái tương lai đó không còn là vô hình nữa mà nó đã là hữu hình. Và chúng ta còn thiếu điều gì? Chúng ta cái hiện giờ chúng ta chỉ thiếu cái việc là chưa tiếp thu hết tất cả những cái nguồn năng lượng, những cái nguồn thông tin mà chúng ta có thể tiếp thu được. Vậy thì chúng ta cần phải tham gia đầy đủ các buổi webinar, các khóa học, các buổi họp. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy dùng nguồn lực, dùng sức lực của mình để mà đi đúng hướng. Hãy tập hợp những người cùng lý tưởng với chúng ta xung quanh mình. Và hãy nói cho mọi người biết là tại sao cái dự án này, dự án kia nó lại hay ở chỗ nào, nó mạnh ở chỗ nào, và tại sao mọi người lại có thể tin tưởng vào sự thành công của nó. Ví dụ như tôi, chẳng hạn trong quá khứ là tôi cũng đến với một cái điều hoàn toàn mới về cái công nghệ Skyway. Đấy thì hồi đó là tôi cũng là gà mờ thôi, tôi cũng chả hiểu cái gì. Nhưng mà tôi sau đó thì tôi quyết định là tôi sẽ đầu tư thời gian, tâm trí của mình vào đó. Hồi trước thì tôi sống một cách vô định lắm, tôi chỉ biết ăn chơi trác tán rồi tôi phá phách thôi. Thế nhưng mà sau thì cuộc sống của tôi thay đổi hoàn toàn, tôi đã trưởng thành hơn. Và bây giờ tôi cũng muốn chúc cho các bạn điều đó. Nếu mà các bạn thấy rằng là bây giờ đã là thời khắc của các bạn, bây giờ là đúng là cái lúc mà các bạn cần phải bắt đầu, cần phải đầu tư cho kiến thức, đầu tư cho giáo dục, thì các bạn hãy tập trung vào những gì mà anh Emmanuel Baroni đã nói lúc nãy. Rồi các bạn hãy tìm cho mình những người đỡ đầu, những người dẫn dắt, những người thầy, những người cô, những người mà có thể dạy các bạn, những người đưa các bạn đi xa. Và các bạn hãy tìm cho mình những cái dự án trên marketplace của chúng ta. Chúng ta thì vẫn gặp rất nhiều khó khăn, nhưng mà chúng ta vẫn đang vượt dần, dần dần đi những cái bước nhỏ, những cái bước chắc, vượt qua những cái khó khăn đó. Vì những cái khó khăn về mặt tài chính mà tới 90% đội ngũ
nhân lực của chúng ta, những cái đội ngũ của công ty là đã phải nghỉ việc, nhưng mà bây giờ chúng ta lại có những cái nguồn sinh khí mới, và để mà chúng ta có thể là đi những cái bước tiếp theo, bước đi cùng nhau. Và tất cả những ai mà đến thời điểm hiện tại mà có thể là chưa tham gia được cùng với cộng đồng, những người có thể là ở những quốc gia mà đang bị chịu lệnh phạt, lệnh cấm vận gì đó, có thể là bạn chưa thể tham gia được với cộng đồng của chúng ta để triển khai dự án này dự án kia, thì các bạn đừng có buồn, vì đấy chỉ là những cái khó khăn mang tính thời điểm thôi, rồi sau này thì nó cũng sẽ trôi qua những khó khăn đấy, rồi sau đó thì chúng ta sẽ triển khai được nhiều dự án hơn, chúng ta sẽ đạt được những cái thành công, chúng ta sẽ đạt được 1 tỷ người trong cộng đồng của chúng ta, và chúng ta sẽ nắm cái phận mệnh của mình ở trong tay của mình. Và tôi muốn rằng các bạn hãy nghiên cứu thật sâu những cái dự án mà chúng tôi đã đề cập ngày hôm nay, các bạn hãy tham gia những cái khóa học, rồi các bạn hãy hỏi những người mà đỡ đầu của mình, những người chuyên gia, những người những vị leader mình của mình, để mà hiểu hơn thế nào là trung tâm kiến thức, trung tâm về sản phẩm, trung tâm bán hàng, vân vân. Cảm ơn các bạn luôn luôn lắng nghe và theo dõi chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.